Hôm nay sẽ giảng bài kinh số 7 trong Trung Bộ Kinh. Đó là bài kinh ví dụ tấm vải. Nội dung của bài kinh: Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ tại Cetavana Kỳ Đà Nâm, vườn ông Anatha Bindika cấp cô độc. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: Này các tỳ kheo, như một tấm vải cấu uế nhiễm bụi, một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác, xanh hoặc vàng hoặc đỏ hoặc tía, vải ấy sẽ được màu không đẹp, sẽ được màu nhuộm không sạch sẽ. Vì sao vậy, này các tỳ kheo? Vì tấm vải không được trong sạch. Cũng này các tỳ kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế. Này các tỳ kheo, như một tấm vải thanh tịnh trong sạch, không một một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác, hoặc xanh hoặc vàng hoặc đỏ hoặc tía, vải ấy sẽ được nhuộm màu tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm sạch sẽ. Vì sao vậy, này các tỳ kheo? Vì tấm vải được trong sạch. Cũng vậy, này các tỳ kheo, cõi thiện chờ đợi một tâm không cấu uế. Thì đấy là phần mở đầu của bài kinh ví dụ về tấm vải. Thì ở đây Đức Phật dùng cái tấm vải để làm cái ví dụ cho một cái tâm, cho cái tâm của một người. Và cái tấm vải thanh tịnh thì cũng được ví như một cái tâm thanh tịnh, một cái tấm vải ô uế thì cũng giống như một cái tâm ô uế vậy. Cái thời bây giờ thì người ta ít nhuộm vải, cái thời ngày xưa thì hầu hết mọi người người ta đều biết về cái pháp, cái cách thức nhuộm vải. Một cái tấm vải mà nó bị ô uế rồi, dù có đem đi nhuộm thì nó cũng không được sạch sẽ, nó cũng không được trong sáng tốt đẹp như một cái tấm vải mà nó còn trắng tinh, tức là còn sạch sẽ. Thì ở đây Đức Phật muốn nói về cái tâm của một cái người mà sẽ đi tái sinh trong một cái kiếp sống mới. Thì đây là ở trong cái thời điểm cận tử thì nó sẽ rất là rõ ràng về cái điều này. Tất cả những cái chúng sinh được sinh về những cái cõi an vui đều đi tục sinh với một cái tâm thanh tịnh. Ví dụ như là một cái người mà sinh lại làm người là do ở cái thời điểm cận tử ở kiếp quá khứ trước mình đã chết với một cái tâm thanh tịnh, tức là cái tâm tử ấy, cái nó chấm dứt và sau đó thì nó sẽ khởi lên cái tâm tục sinh. Tức là bất cứ một cái chúng sinh nào vào một cái thời điểm cận tử của bất cứ ai thì mình sẽ thấy cái nghiệp cận tử nó khởi lên. Cái nghiệp cận tử là những cái việc thiện hoặc cái việc bất thiện mà mình đã làm trong cái kiếp sống đấy. Thì lúc đấy nó sẽ có cái hình ảnh của nghiệp nghiệp tướng hoặc thú tướng. Tức là mà lúc đấy là những cái việc mà mình làm ấy, là nó sẽ hiện khởi lên bằng thành cái hình ảnh cái thời điểm cận tử đấy. Thì nếu như lúc đấy mà là một cái việc thiện mình đã từng làm, thì bao giờ cái việc thiện nó cũng đi kèm theo với cái tâm thiện. Cái việc ví dụ như là cái người đấy làm cái việc bố thí hay là đảnh lễ Phật hay nghe pháp hay ngồi thiền hay là mình đang làm một cái thiện nghiệp bất kỳ nào đấy, thì trong cái lúc đấy nó sẽ khởi lên những cái tâm cao thượng, những cái tâm thanh tịnh, mà những cái tâm đấy mình có thể phân tích ra được. Nếu như một cái người tu đắc định và vị đấy phân tích ra danh sắc, rồi vị đấy hướng tâm về cái thời điểm tục sinh, sau đó thì hướng tâm về cái thời điểm cận tử ở trong kiếp trước, thì vị đó sẽ thấy được những cái nghiệp nghiệp tướng và thú tướng này.
Thì ở cái thời điểm cận tử đấy, nó sẽ thấy cái nghiệp đấy nó khởi lên, và mình sẽ phân tích ra được cái nghiệp đấy. Cái nghiệp đấy nó đi với những cái tâm thiện, thì nó có 34 cái tâm thiện giới, nếu mình sinh ở cõi dục giới này. Đấy, thì đó, những cái tâm thiện đấy thì được gọi là cái tâm thanh tịnh. Và cái người nào chết với cái tâm thanh tịnh như vậy thì mới sinh được về những cái cõi lành. Còn những người mà chết với những cái tâm cũ uế thì sẽ sinh về những cái cõi bất thiện, những cái cõi khổ đau như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ví dụ như là trong cái thời điểm cận tử mình mà thấy những cái việc bất thiện, như là cái người đấy từng sát sinh, mà vị đó thấy cái hình ảnh mình đã từng sát sinh nó khởi lên, thì lúc đấy vị đó sẽ thấy nó là cái nộ của cái tâm sân, hoặc là cái tâm não hại ấy, thì nó là cái tâm sân, và vị đấy sẽ phân tích ra được những cái tâm và tâm sở đó. Tâm sân nó có 20 tâm, một cái tâm và các cái tâm sở nó đi kèm theo. Hay là tâm tham, nếu như mà vị đó thấy mình đang đi ăn trộm hoặc tà dâm hoặc dối trá uống rượu ấy, thì nó sẽ khởi lên những cái tâm tham tà kiến hoặc tham ngã mạn, nó khởi lên vào cái thời điểm tục sinh đấy. Thì cái kiếp tiếp theo sau đó thì vị đó sẽ đọa vào những cái cõi đọa xứ địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Còn nếu như mà cái vị đấy chết với những cái tâm thiện thì vị đó sinh lại ở cái cõi nhân gian, cõi thiên giới, ở cái cõi dục giới. Còn nếu mà cái thời điểm mà tục sinh đó vị nào mà tu chứng đắc được các cái tầng thiền thì vị đó trú ở trong các cái tầng thiền đó, thì những cái tâm thiền nó khởi lên, thì cái vị đó sẽ bắt vào cái hình ảnh mình đang hành thiền, và nó sinh về các cõi phạm thiên, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tùy theo mà cái nghiệp đó mà vị đó đã tạo mà nó khởi lên ở cái thời điểm tục sinh. Thì vậy vì một cái người nào trong một cái kiếp sống mình có thể là cái vị đấy có cả những cái tâm thiện và tâm bất thiện, nhưng mà cái vị đó thường có cái khuynh hướng về cái tâm gì nó mạnh hơn, thì ở cái thời điểm cận tử vị đó sẽ chết với cái tâm đó. Nếu như cái vị nào mà có cái tâm tham nó thường xuyên khởi lên một cách mạnh mẽ, vị đó hay có những cái lời nói hành động đi kèm với tâm tham, và cái tâm tham đấy nó trở nên nổi trội mạnh mẽ hơn, thì khi chết vị đó thường hay chết với cái tâm tham đấy, cái tâm cận tử, rồi là cái tâm tục sinh cuối cùng, vị đó sẽ đi đầu thai với cái tâm tham ấy, thì chắc chắn sẽ đọa vào những cái cõi khổ đau, cái đọa xứ. Hoặc là cái vị nào sống ở trên đời mà mình không gột rửa những cái tâm sân hận, mình cứ để cho những cái tâm sân hận nó chi phối nhiều, thì ở cái thời điểm cận tử mình cũng sẽ bắt vào cái tâm sân đấy và mình chết với tâm sân, thì ở cái tâm sân đấy mình sẽ đọa vào cái cõi đọa xứ. Hay là cái người nào mà có những cái tâm si mê phóng dật ấy, cái tâm si mê tạc, tâm si hoài nghi, cái tâm bất thiện đó, thì lúc chết mà mình chết với những cái tâm si đó, hoài nghi đó, thì chết thì mình cũng đi tái sinh vào những cái cõi khổ đau. Còn những người nào mà hay hướng thiện nhiều thì cái tâm thiện nó khởi lên mạnh, mình nói hoặc là mình làm nó tạo thành những cái thiện nghiệp về thân, về khẩu, về ý, thì khi chết mình chết với những cái tâm thiện thì sinh về cõi này. Cho nên ở trong này Đức Phật lấy cái hình ảnh là giống như một cái tấm vải mà ô uế, thì cái vị đấy sẽ tái sinh, thì dù có nhuộm, khi mà mang đi nhuộm thì nó cũng nó cũng không được trong sạch, và nó cũng trở thành những cái vết nhơ. Thì như vậy cái người nào mà có cái tâm ô nhiễm giống như cái tấm vải ô uế đó, thì khi mà mình đi tái sinh về một cái kiếp sống mới, mình khi mà một cái người chết, có nghĩa là cái vị đó chỉ là thay đổi cái xác thân thôi, cái tâm thức đi tục sinh, mà mình sẽ thay đổi từ cái xác thân này sang xác thân khác, giống như là một cái người đem cái tấm vải đi nhuộm, từ màu này nó chuyển thành màu khác mà thôi, chứ nó không có nó mất đi đâu cả. Thì khi mà mình thay đổi cái xác thân đấy với cái tâm ô uế như vậy, thì mình sinh về cái cõi đọa xứ. Còn nếu người nào mình chết với cái tâm thanh tịnh nó nhiều, thì nó giống như là một cái tấm vải mang đi nhuộm một cái màu mới, thì nó sẽ trở nên mới đẹp hơn, hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc trắng, thì nó sẽ sinh ra được một cái tấm vải đẹp đẽ, tốt đẹp. Thì cái người mà có những cái nhiều cái tâm thanh tịnh cao thượng, thì khi chết mình tái sinh về một cái đời sống mới, thì mình sẽ được những cái kiếp sống tương lai đấy sẽ tốt đẹp, cao thượng hơn. Thì đây là nói về cái những cái chúng sinh mà còn đang ở trong cái vòng luân hồi sinh tử. Thì cái điều thứ nhất là mình
anh biết ra được rằng là tất cả chúng sinh đang trôi nan ở trong cái sinh tử luân hồi từ ngàn xưa đến nay. Còn sau đó thì Đức Phật mới nói đến cái giáo pháp để dẫn dắt chúng sinh từ ở trong cái trầm luân sinh tử đó đi đến cái chấm dứt cái sinh tử. Thì muốn chấm dứt thì phải như thế nào? Thì lúc này Đức Phật giải tiếp này. Và này các tỳ kheo, thế nào là những cấu uế của tâm? Tham dục, tà tham là cấu uế của tâm. Sân là cấu uế của tâm. Phẫn nộ là cấu uế của tâm. Hiềm hận là cấu uế của tâm. Hư ngụy lão hại tật đố, san tham, man trá khi cuống ngoan cố cấp tháo. Mạn, quá mạn, kiêu phóng giật là cấu uế của tâm. Thì đây là Đức Phật nói lên 16 cái loại cấu uế của tâm. Thì nói chung là nó chỉ làm ở trong tham sân si, nhưng mà chỉ là diễn đạt theo những cái cách thức khác nhau mà thôi. Thì đấy được gọi là những cái cấu uế của tâm. Thì nó đều là những cái tâm bất thiện. Mà cái tâm bất thiện mà chia sẻ ra theo như trong vi diệu pháp ấy, thì nó có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Đấy là chia sẻ theo cái pháp chân đế. Nhưng mà nói đến cái tâm tham, nó có rất là nhiều cái loại tham. Sân nó có rất là nhiều cái thể loại sân. Và tâm si nó có rất là nhiều cái thể loại si. Cho nên là có thể nói vắn tắt lại. Nó là tham sân si. Đấy là ở cái mức độ mà nói một cách vắn tắt nhất, một cách đại cương nhất. Đó là có 3 tâm bất thiện, tham sân si. Nhưng từ 3 cái tâm bất thiện này lại có thể chia sẻ ra 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Nhưng cũng có thể chia sẻ thành nhiều hơn, thành rất là nhiều những cái loại cấu uế phiền não bất thiện khác. Như trong đây thì Đức Phật chia ra thành 16 cái cấu uế. Thì cũng là một cái tâm tham đó, nhưng mà có thể chia thành nhiều khía cạnh. Như tham thì nó có tham dục. Tham thì nó cũng là một cái loại tâm đấy được gọi là nậu hoặc. Ví dụ như là dục nậu, hữu nậu, vô minh nậu. Nậu hoặc nhưng mà mình tham những cái cảnh trần, đó là tham dục. Tham với cảnh sắc đẹp, tham với âm thanh, tham hương, tham vị, tham xúc thì đấy gọi là tham ngũ dục. Nhưng mà tham nó cũng có thể là tham ái. Tham ái với lại cái ngũ uẩn, tham ái với cái thân của mình, với cái thọ, cái tưởng, cái hành thức của mình. Sinh ra chấp thủ, tham ái với lại cái sắc thọ tưởng hành thức của người khác. Thì nó cũng là tham. Rồi là tham nó có nhiều, tham tài sản, tham danh vọng, tham chức quyền. Thì nó có vô vàn những cái loại tham đấy. Đó là một cái loại cấu uế của tâm. Thì nhưng mà dù chia sẻ theo cái cách gì, thì cái tâm tham cũng bao giờ nó cũng là một cái tâm gọi là nó chiếm đa số. Tức là nó sẽ khởi lên rất là nhiều trong cái tâm thức của con người. Cái dục tham là một cái nó chi phối mạnh nhất. Cho nên là khi mà chia sẻ ra thành các cái tâm bất thiện ấy, thì ngay mà chia thành 12 loại chẳng hạn tâm bất thiện, thì tâm tham nó chiếm tới 8 loại tâm. Còn tâm sân thì 2, tâm si 2. Thì đấy là cái tâm tham là nó rất là sâu nặng. Cho nên là bao giờ nó cũng đứng đầu. Tham sân si, tham bao giờ cũng đứng đầu. Vì tham là cái khó đoạn trừ nhất. Nếu một người nào mà đoạn trừ được hết dục tham, hết được những cái dục nậu, hết được những cái tham ái, thì vị đó cũng sẽ chấm dứt khổ đau. Nên là trong cái giáo pháp của Đức Phật nói rất là nhiều pháp, nhưng mà cũng chủ yếu là những cái pháp để đối trị với tâm tham. Tâm sân, tâm si thì nó cũng là 3 cái loại tâm đấy thôi. Thì tham dục là cấu uế. Tham dục đây là một cái người mà có tà kiến chẳng hạn, tại sao nó khởi lên tham dục? Đó là do một cái vị đó, ví dụ như là một cái người đó là một cái kẻ vô văn phàm phu, không ý kiến các bậc thánh, không thân cận, không học tập với các cái bậc chân nhân, không biết đến giáo pháp, cho nên vị ấy tác ý đến những cái pháp không nên tác ý, và không biết tác ý những cái pháp nên tác ý, cho nên là cái dục nậu này nó mới sinh lên, tham ái, tham dục, tà kiến. Thì đó là ví dụ như là vị đó tư niệm tịnh tướng. Tư niệm tịnh tướng tức là một cái người mà thích đẹp, tức là một cái người mà tư duy về những cái khả ái, những cái đẹp ấy. Ví dụ như là một cái người đấy nhìn cái gì nó cũng đẹp. Nhìn thấy bông hoa thấy nó đẹp, mấy nhà thấy nó đẹp. Nhìn thấy một cái người nam, một người nhìn người nam nhìn người nữ và thấy người nữ là đẹp, sẽ sinh lên tham dục, tham ái. Người nữ nhìn người nam mà thấy người nam đẹp, nó sinh tham dục, tham ái. Mà bản chất không đẹp
bản chất cái gì trên đời này không có cái gì đẹp hết. Bên ngoài nhoáng nhưng bên trong nó rất là bất tịnh, rất là ô nhiễm, rất là hôi thối. Mà bị đó không nhìn cái thật mà đi nhìn vào cái giả. Cho nên là đấy được gọi là phi như lý tác ý. Một cái người nào có cái ảo tưởng nhiều thì cái vị đấy sẽ sinh ra nhiều cái ảo tưởng. Rồi vị đó sống với cái tưởng đấy mà vị đó không sống với cái như lý tác ý, tức là không nhìn theo cái sự thật của nó mà lại nhìn theo cái giả của nó. Như là một cái người mà biết nhìn vào một cái sự thật, ví dụ như thấy cái nhà, vị đó thấy cái sơn riếc này thấy nó đẹp thì vị đó nghĩ là nó đẹp. Nhưng bây giờ vị đó dùng cái trí tuệ, vị đó bóc ra, bóc cái sơn này ra, để bóc hết những cái xi măng ra, bóc hết những cái gạch ra, để bóc hết những cái sắt thép của nó ra thì nó chỉ là đất, là cát, là đất bụi, đâu có cái đẹp ở trong đấy. Cũng như vậy, nếu như mà mình nhìn thấy một người, người nam nhìn người nữ thấy đẹp hay người nữ nhìn người nam thấy đẹp, lúc đấy mình dùng cái trí tuệ mình bóc ra. Mình sẽ bóc ra tóc, ra tóc, da ra da, thịt ra thịt, xương ra xương, tim gan phèo phổi ra. Cái gì nó ra cái đấy, lúc đấy còn thấy đẹp nữa không? Thì đấy là một cái người biết nhìn nhận đúng thì gọi là như lý tác ý, thì dục tham nó không sinh lên. Còn nếu một cái người nhìn nhận theo bằng cái hào nhoáng, cái ảo tưởng ở bên ngoài, tư niệm tịnh tướng là thế, thì bắt đầu dục tham nó sinh lên. Thì lúc đấy nó thì tam dục tà tham đấy là cấu uế của tâm. Và như một cái người mà có cấu uế, vị đó biết mình có cấu uế thì người đó là người trí tuệ. Còn cái người có cấu uế nhưng người ta không biết mình là người là có cấu uế thì cái người đấy mới là cái người si mê. Nó có hai cái hạng người trên đời, một là người trí hay là cái người ngu. Người trí thì biết có cấu uế thì biết là có cấu uế. Nhưng tại sao mình biết là có cấu uế? Bởi vì Đức Phật chỉ dạy cho mình biết rõ ràng tham này, dục tham này là cấu uế của tâm, nó là cái bệnh của tâm, nó có cái vị ngọt nhưng mà nó có cái sự nguy hiểm và nó có thể xuất ni được, và nó có con đường có thể xuất ni được cái dục tham đó, chứ không phải là không. Như bây giờ những cái người mà người ta không được học được giáo pháp, nghĩa là tôi sinh ra đã có tham rồi, cha mẹ ông bà tổ tiên cụ kỵ sinh ra ai cũng có tham, đến đời tôi sinh ra có tham là chuyện bình thường, và người ta sống với cái tâm tham, chết với cái tâm tham, rồi người ta đọa xứ là cái chuyện bình thường. Thì đấy là Đức Phật gọi những người như thế gọi là vô văn phàm phu, do không được nghe chánh pháp. Do đấy cho nên là cái vị đó không được không biết tác ý những cái cần tác ý, và vị ấy tác ý những cái không cần tác ý, cho nên những cái cấu uế nó mới sinh lên. Còn những người mà thân cận nhưng bậc chân nhân biết nghe diệu pháp, biết tác ý những cái cần tác ý và không tác ý những cái không cần tác ý, thì những cái cấu uế nó được diệt trừ. Thì đấy là do tư niệm tịnh tướng sinh lên tham. Sân là cấu uế của tâm, phẫn nộ là cấu uế của tâm, hiểm hận là cấu uế của tâm. Thì những cái này đều là thuộc về tâm sân. Sân là cái tức giận ở bên trong mình. Khi mà mình tức giận lên thì đó là cái cấu uế, mình biết cái tức giận này là cấu uế. Thì đó là một cái người có trí tuệ, biết tâm có ô nhiễm, có cấu uế, mình biết là có cấu uế. Thì cái người đấy sẽ nỗ lực diệt trừ cái cấu uế đấy, và vị đó sẽ chết với cái tâm không cấu uế. Còn những người mà người ta có sân hận mà người ta biết rằng là sân, người ta nghĩ rằng là sân hận là bình thường, cho nên là người ta không biết đó là cấu uế, mà người ta nghĩ rằng là sân hận là cái gì đó rất tự nhiên ở trong lòng nó khởi lên, thì người đó sẽ sống với cấu uế và chết với cấu uế, thì cái người đấy chắc chắn sẽ bị đọa vào cái cõi đọa xứ. Đấy là những cái vô văn phàm phu thì sẽ như thế, thì có cấu uế mà không biết có cấu uế. Còn cái người trí tuệ thì biết có cấu uế, biết là có cấu uế, thì cho nên là vị đấy sẽ đoạn trừ được cấu uế đó. Đó là sân. Sân thì nó là tức giận ở trong lòng, phẫn nộ là những cái tâm sân nó mạnh hơn một chút nữa thì có thể được gọi là phẫn nộ. Tức là có thể nó mới khởi lên trong tâm, mình chưa bộc nộ ra, nhưng mà khi nó mạnh quá bắt đầu mình bộc nộ ra thành cái lời nói, bắt đầu trừng lên, rồi bắt đầu tiến đến gây sự, rồi cãi nhau, rồi bắt đầu sinh ra đánh nhau. Lúc đấy nó trở thành phẫn nộ, từ cái sân nó mới khởi lên một chút, nó như là một cái ngọn lửa nó còn âm ỉ. Nhưng mà khi mà nó đã trở thành phẫn nộ, nó giống như là cái ngọn lửa đó nó đã rực cháy lên rồi. Thì lúc đấy là cái sân nó bộc phát ra bằng lời nói, bằng hành động, bằng tất cả những cái gì vị đó có thể thể hiện ra được. Bằng cái sự phẫn nộ của mình.
giống như là con rắn, khi mà một cái người trêu chọc nó phẫn nộ lên, nó phình mang trợn mắt lên, thì lúc đấy nó sẽ sẵn sàng tấn công bất cứ một cái đối tượng nào mà đụng chạm đến nó. Hay là mình trêu một con chó nó nổi điên lên thì nó nhe răng ra, nó trợn mắt lên, nó nao vào, nó có thể cắn xé người đó. Thì cái người sân hận và cái lúc đấy nó cũng y như thế, sân hận nó như con rắn độc, như con chó điên, như con hổ dữ, thì lúc đấy nó sẽ tấn công những người làm cho nó sân hận. Nên là mình biết sân hận này là phẫn nộ, là xấu xa, thì mình sẽ đoạn trừ được cái sân hận đấy. Còn hiềm hận, hiềm hận ở đây là một cái loại tâm mà ví dụ như là mình không phận, mình không dám khởi, mình không dám bộc phát cái sân hận đấy rồi. Ví dụ như là cái người mà làm cho mình sân hận ấy, người ta có cái sức mạnh hơn, người ta có uy quyền hơn, người ta làm những cái bậc lớn hơn, và bây giờ mình không thể nào bộc phát cái sân hận này với họ được, nhưng mình sẽ ghim ở trong lòng, sẽ đè nén nó ở trong lòng, và mình sẽ tìm những cái cách thức gì đó, chờ đợi cái thời cơ gì đó để trả thù. Thì đấy là những cái hiềm hận. Giống như là cái người người ta sẽ báo thù báo oán. Ví dụ nhà đánh con rắn nó bị thương này, bắt đầu nó về nó oán, và nó sẽ cắn nén mình. Thì cũng như vậy, có những cái người mà bất mãn với một cái người khác, là mà người đó biết rằng mình không thể nào có thể xả cái cơn tức giận này, bởi vì xả ra thì mình sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà gieo rắc cái hiềm hận nó ở trong tâm. Rồi những cái hiềm hận này, cái người nào chết với những cái tâm này thì sẽ đoạn. Ví dụ như là từ những cái tâm hiềm hận, từ những cái tâm sân hận, từ những cái tâm phẫn nộ đấy, nó sinh ra những cái sự tàn sát lẫn nhau trên thế gian này. Ví dụ như là những cái cuộc chiến tranh ở trên đời, nó diễn ra với cái người ở đời thì người ta sẽ đổ tội cho người này người kia, người ta bảo tại người này gây sự, người kia gây chiến, cho nên là đánh nhau. Nhưng với một người có trí tuệ mà thấy được cái pháp nhân duyên, thấy được cái nhân quả nghiệp báo của chúng sinh, ví dụ như Đức Phật mà nhìn nhận được ra trên đời, thì sẽ thấy là tất cả nó đều có cái nhân duyên từ kiếp này sang kiếp khác hết, chứ không phải là tự nhiên ngẫu nhiên mà nó sinh ra. Do oán oán tương báo, oán oán chất chồng, thì những cái hiềm hận này nó sinh ra oán oán tương báo, oán oán chất chồng này. Ví dụ như là bây giờ một cái con vật nó sinh ra, nó làm một cái con hổ, con cọp, con báo, những hung dữ, nó sẽ bắt những cái con hươu, con nai, những cái con trâu, con bò, con cừu hiền lành đấy, nó ăn thịt. Nhưng mà những cái con đấy nó sẽ ghim cái hiềm hận ở trong lòng, và kiếp sau nó sẽ sinh ra làm những cái loài hung dữ hơn để nó lại ăn thịt lại những con khác. Cho nên ở trên đời này nó cứ tàn sát lẫn nhau, là do những cái tâm phẫn nộ, hiểm hận, sân giận này mà ra. Rồi là những cái tâm như hư ngụy, não hại, tật đố, san tham. Thì hư ngụy ở đây là giả dối, tức là một cái người đấy giả dối thì nó cũng thuộc về tâm tham. Tức là một cái người mà mình muốn lừa gạt người nào đấy, thì mình sẽ phải giả dối. Giả dối như là cái người đấy hay nói dối, nói sai sự thật, hoặc là người đó bằng cái tư tưởng giả dối, bằng cái lời nói giả dối, bằng những cái hành động giả dối, hoặc là mình làm tạo ra những cái vật chất giả dối, như là bán thuốc giả, bán hàng giả, thì đấy nó cũng đều là giả dối, đều là cái sự hư ngụy. Hay là một cái người đấy mình đóng giả những cái người khác, ví dụ như là một cái người mà ăn xin mà người ta muốn đóng giả thành một cái người xuất gia để đi xin cho nó dễ hơn, đấy gọi là hư ngụy giả dối. Hay là một cái người mình đóng giả những cái người khác để đi lừa đảo, ví dụ như là có những người không tàn tật, người ta đóng giả một người tàn tật để đi xin, hay là đóng giả công an để đi uy hiếp người khác, thì đấy được gọi là hư ngụy. Thì nó cũng là một cái tham lam ngã mạn tà kiến thôi. Não hại, tật đố, san tham. Não hại ở đây là cái tâm có ác ý, ví dụ như là mình khởi lên cái ý muốn làm hại ai đấy, thì đó là gọi là tâm não hại. Mình muốn làm khổ một ai đấy, muốn hành hạ một ai đấy, đấy là gọi là cái tâm não hại. Tật đố là ghen tị, mình thấy một cái người nào đó mà có cái sức, có thành tựu một cái gì đó, mình ghen tức với sự thành tựu của người khác, thì đó là tật đố. Thì đấy là đều là những câu uế của tâm. San tham ở đây có nghĩa là bỏn sẻ, mà cái người đấy không muốn chia sẻ với ai, cho ai những cái mà mình đang sở hữu, những cái mà mình đang có.
san tham về chỗ ở, san tham về nội dưỡng, tài sản vật chất, san tham về những người thân. Ví dụ nhất là những cái người nào mà hay có cái tính ghen tị, đấy nó cũng là san tham. San tham là mình không muốn cho người khác có những cái mà mình đang có. Như là mình có tài sản, mình chỉ muốn mình có thôi. Cái chỗ ở mình chỉ muốn giữ bo bo cho mình, hay là mình có những cái người thân, ví dụ như có những người ai đó mà yêu quý mình chỉ muốn người đó chỉ yêu quý một mình thôi, không được yêu quý người khác. Đấy là bòn sẻn nhé, đấy là bòn sẻn san tham. Mình cứ muốn là tất cả mọi người dành tình cảm riêng cho mình, nhưng mà phải yêu mình nhưng phải ghét người khác, không được yêu một lúc hai ba người, hay là yêu nhiều người thì không được, thì đấy cũng là san tham. Và hư ngụy não hại tật đố san tham, man trá khi cuống ngoan cố cấp tháo phóng dự. Về man trá thì cũng là cái tâm tham, là man trá ở đây là một cái người đấy, tức là có một cái tâm tham nhưng mà tham rất là xấu xa. Man trá tức là vị đó trá thuật. Giống như là một cái người giống như là một cái tên trộm cướp, hay là một cái tên một cái người rất là xấu nhưng lại đóng giả là một cái người rất là tốt để lừa gạt người khác, đấy được gọi là man trá. Man trá là như vậy. Ví dụ như là Đức Phật nói là một cái người tu tập mà vị đó không có pháp thượng nhân, tức là vị đó không đắc thiền, không đắc thần thông đạo quả, nhưng mà vị đó lại thể hiện ra, hay là vị đó nói ra cho người khác là tôi đắc thiền thông đạo quả, hay là vị đó chỉ là những cái vị tỳ kheo bạn của tôi là những người chứng đắc các cái pháp thượng nhân để lấy được cái danh dự, lấy được cái danh vọng cung kính nội dưỡng một cách dối trá, thì cái đấy được gọi là man trá. Man trá một cách rất là xấu xa, thì là một cái rất là giả dối mà để được gạt người khác, thì đó được gọi là cái tâm man trá. Đấy, cái man trá đấy là một cấu uế. Khi cuống ngoan cố cấp tháo, cuống ở đây tức là giống như là một cái sự giống như là trong những cái bài kinh về thừa tự pháp thì tôn giả Xá Lợi Phất cũng nói về 16 cái cấu uế này. Thì cái khi cuống này nó cũng giống như là một cái tâm vô ơn, cái tâm phản bội, hay là một cái tâm không biết tôn trọng người khác, tức là khinh thường những cái bậc thượng nhân, những cái bậc cao nhân, hay là những cái bậc có ân nhân, thì đấy được gọi là khi cuống. Như là những cái ai mà là ân nhân của mình, ví dụ cha mẹ thầy tổ, những cái bậc có công ơn, có cái công đức đối với bản thân mình, hay đối với xã hội, hay đối với thế gian này, mà mình lại luôn luôn tỏ ra là khinh thường, không tôn trọng, không cung kính, không nhớ ơn, không tri ân, thì đấy nó cũng là một cái câu ấy, một cái tâm bất thiện xấu xa. Ngoan cố là cái sự khó dạy bảo, tức là một cái người luôn luôn có cái sự cố chấp vào những cái hành vi, những cái tâm ý, những cái học thức, những cái hiểu biết của mình, và mình không chịu tiếp thu, không chịu tiếp nhận những cái khác hơn, có lợi ích hơn. Tức là cái người này rất khó thay đổi, người này đã chấp cái gì đúng rồi thì dù nó là sai, vị đó cũng không chịu sửa, vị đó luôn luôn cho mình là đúng và cho người khác là sai, và rất là khó dạy bảo. Tức là một cái người không chịu tiếp thu những cái lời giáo dục, những cái lời dạy bảo của những cái vị những cái bậc bề trên, những cái người mà giỏi hơn mình, nhưng mà mình lại không chịu học hỏi với những cái pháp, với những cái bậc thầy đáng, những cái điều mà đáng học hỏi, mình không chịu học hỏi, không tiếp thu ấy. Thì đó được gọi là ngoan cố cấp tháo. Ở đây nó cũng giống như là một cái người bồng bột. Cấp tháo, bồng bột tức là một cái người mà cứ chưa có cái năng lực để thể hiện mình mà mình đã muốn thể hiện rồi, thì đấy nó cũng là một cái tâm cấu uế. Và nó còn bốn cái cuối cùng là mạng, tăng thượng mạng, kiêu và phóng dật. Thì cái này
ba cái đầu ấy đều nói về cái ngã mạn. Mạn là mình hay so sánh mình với người khác. Còn tăng thượng tăng thượng mạn là khi mà mình kém hơn mà mình nghĩ là mình hơn. Ví dụ như là một cái mạn thì nó là một cái sự ngã mạn. Ví dụ như là mình ngang người khác mà mình nghĩ là mình hơn. Mình hơn người. Thì đấy được gọi là cái sự ngã mạn. Cái ngã mạn này nó còn nhẹ. Nhưng mà quá mạn thì nó lại cao hơn một chút. Ví dụ mình kém hơn mà mình nghĩ là mình cao hơn người ta. Có thể là mình cái học thức của mình thấp hơn. Nhưng mà mình lại nghĩ là tôi có hơn. Là trí tuệ của tôi mới hơn. Trong khi đó mình ngu hơn, mình nghĩ là mình giỏi hơn. Mình yếu hơn và mình nghĩ là mình khỏe hơn. Rồi là trong mọi cái khác, luôn luôn mình cứ nghĩ là mình phải hơn người khác. Mà trong khi đó không bằng, đấy là quá mạn. Còn tăng thượng mạn là cái điều rất là vô lý. Ví dụ người còn là phàm phu mà nghĩ là, mà tự nhận mình là thánh nhân, thì đấy được gọi là tăng thượng mạn. Đấy được gọi là mạn, quá mạn hay mạn tăng thượng mạn. Kiêu, kiêu thì cũng là cái sự kiêu ngạo. Cái vị đó có một cái gì đó như là có sắc đẹp thì kiêu về sắc đẹp, có tài sản kiêu ngạo về tài sản, có học thức thì kiêu ngạo về học thức, có bằng cấp kiêu ngạo bằng cấp, có địa vị thì kiêu ngạo về địa vị. Thì những cái đấy là mình tự mãn với những cái mình đang có, thì nó là kiêu. Thì cái đấy nó là cấu uế. Và cái cuối cùng là phóng dật. Phóng dật ở đây là cái tâm năng xăng tán loạn, không có an trụ, không an định, không định tinh. Thì nói đến 16 cái cấu uế như vậy, thì đấy là những cái cấu uế của tâm. Một cái mình có cấu uế, mình biết mình có cấu uế, bất cứ một cái lúc nào, một trong những cái tâm bất thiện, những cái tâm cấu uế này nó khởi lên, mình phải nhận ra ngay đó là cấu uế. Thì lúc đấy là mình là người có trí tuệ. Còn nếu như một cái người nào khởi lên những cái cấu uế này, khởi lên những cái phiền não này, những cái tâm ô nhiễm này, mà vị đó không nhận thức ra, thì cái vị đó là một cái người liệt tuệ, là cái người ngu si kéo thiểu trí. Và cái người đấy sẽ không, sẽ chết với cái cấu uế đó. Nếu cái người đó không nhận ra đó là cấu uế, thì vị đó dễ dàng chết với những cấu uế, sống với cấu uế đó và chết với cấu uế đó. Và vị đó sẽ đi vào những cái đọa xứ cõi, những cái cõi khổ đau đang chờ đợi cái tâm cấu uế của vị đó. Còn nếu như cái người nào mà có cái tâm chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn nhận ra những cái cấu uế đó, thì cái vị đó có thể sẽ gột rửa được những cấu uế đó và sẽ chết với cái tâm không còn cấu uế, thì sẽ đi đến cái cõi thiện lành, cái sự an vui. Thì Đức Phật dạy này các tỳ kheo, tỳ kheo nào nghĩ rằng tham dục là cấu uế của tâm, và sau khi biết vị ấy đoạn trừ tham dục, tà tham là cấu uế của tâm, nghĩ rằng sân là cấu uế của tâm, và sau khi biết như vậy vị ấy đoạn trừ sân là cấu uế của tâm, phẫn nộ hiềm hận hư ngụy não hại tật đố san tham là cấu uế của tâm, vị ấy đoạn trừ phẫn nộ sân hận hư ngụy não hại tật đố san tham, man trá khi cuống ngoan cố tấp tháo, mạn quá mạn tăng thượng mạn, phóng kiêu phóng dật là cấu uế của tâm. Sau khi biết như vậy, vị ấy đoạn trừ những cái cấu uế của tâm ấy. Thì, này các tỳ kheo, khi nào tỳ kheo biết được tham dục là cấu uế của tâm, tham dục tà tham là cấu uế của tâm được diệt trừ, sân phẫn nộ hiểm hận hư ngụy não hại tật đố san tham man trá khi cuống ngoan cố cấp tháo, mạn quá mạn kiêu, khi nào vị ấy biết được những cái cấu uế đó là cấu uế của tâm, thì vị ấy sẽ đoạn trừ được những cái cấu uế đó. Phóng dật là cấu uế của tâm, vị ấy biết phóng dật là cấu uế của tâm, thì vị ấy đoạn trừ được những cái tâm phóng dật đó là cấu uế của tâm. Thì đấy là Đức Phật dạy về khi mà mình biết những cái cấu uế đó là cấu uế, thì sẽ đoạn trừ được những cái cấu uế đấy. Nhưng mà trong cái bài kinh này Đức Phật không dạy đoạn trừ cấu uế đó như thế nào. Thì trong cái bài kinh này Đức Phật sẽ dạy vắn tắt hơn như một số bài kinh khác. Có một số bài kinh khác thì Đức Phật dạy rõ ràng cái cách để mà đoạn trừ những cấu uế đó. Nhưng mà Đức Phật chỉ ở đây trong này Đức Phật dạy rất là vắn tắt, đó là biết nó là cấu uế của tâm và vị ấy sẽ đoạn trừ cái cấu uế đó.
Nhưng mà đoạn trừ câu ấy đó như thế nào, biết cái câu ấy đó như thế nào. Thì như là trong cái bài kinh Lậu Hoặc thì Đức Phật cũng có dạy, ví dụ vị đó biết những cái dục lậu đó là câu uế, thì vị ấy sẽ đoạn trừ các cái lậu hoặc đó. Thì Đức Phật trong cái bài kinh đấy thì Đức Phật chỉ rõ cái cách đoạn trừ cái lậu hoặc đó là đoạn trừ bằng trí kiến, bằng cái trí tuệ, đoạn trừ bằng phòng hộ, bằng kham nhẫn, bằng chánh né, bằng trừ diệt, bằng tu tập, bảy cái pháp đoạn trừ đó. Thì những cái câu uế này nó cũng tương tự giống như là những cái lậu hoặc đó, nó là tham dục này, nó là câu uế, nhưng nó cũng là lậu hoặc. Thì cái cách đoạn trừ của nó thì cũng phải như thế. Ví dụ như Đức Phật dạy về thế nào là cái chi kiến để đoạn trừ những cái lậu hoặc, những cái cấu uế này. Thì vị đó phải tuệ chi, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là diệt khổ, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Thì vị ấy mới đoạn trừ được. Chứ không phải là bây giờ tôi có tham, tôi biết tham thì đoạn trừ được tham. Đơn giản quá, vậy thì ai cũng tu chứng đắc đạo quả hết. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy là biết được tham rồi thì phải đoạn trừ tham bằng những cái cách đó. Vậy thì mình phải biết được tham đó, vậy thì phải biết được cái khổ, biết được nhân sinh ra khổ, biết được tham, biết được nhân sinh ra tham, biết được đoạn trừ tham và biết được con đường đoạn trừ tham thì tham nó mới đoạn trừ. Sân si nó cũng thế, tất cả những cái cấu uế khác nó cũng thế. Thế thì ví dụ như là một cái cấu uế như tâm tham hay tâm sân hay tâm si đó, nó sinh lên thì vị đó phải phân biệt được ra nó. Ví dụ như là nó sinh lên từ đâu? Ví dụ như là nó có thể sinh lên từ mắt, nó có thể sinh lên từ tai, từ mũi, từ lưỡi, từ thân, từ ý. Nó không bao giờ nó tự động nó sinh lên mà nó phải có đầy đủ các cái nhân duyên nó mới sinh lên. Ví dụ như là nó phải có căn, có cảnh, có căn, có cảnh, có cái thức, có xúc, có tác ý thì nó mới sinh lên. Ví dụ như là con mắt mình nó phải nhìn một cái cảnh đẹp, một cái cảnh trần nào đó, đấy là nó căn nhé, căn là con mắt, cái cảnh là cái cảnh bên ngoài. Ví dụ như là mình nhìn một cái cảnh nào đó, một cái vật chất gì đó ở bên ngoài thì đấy là cảnh. Và phải có cái thức, tức là phải có cái nhãn thức của mình nó đi kèm theo đấy, nó phải có sự tiếp xúc với nhau giữa ba cái này, căn, cảnh, thức nó tiếp xúc với nhau. Và phải còn phi như lý tác ý khởi nên. Ví dụ như là vị đó khởi nên là cái cảnh này đẹp quá thì nó mới khởi nên tâm tham. Còn nếu như vị đó phi như lý tác ý là cái cảnh này xấu quá thì nó khởi nên tâm sân. Ví dụ những cái tâm sân nó khởi lên là mình thấy một cái người mà mình ghét, là cái nó đánh tôi, mắng tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, mình ôm cái hiềm hận đấy thì tâm sân nó khởi lên. Nó mới có thể là do cái căn của mình tiếp xúc với cảnh, hoặc là do ý của mình nó khởi lên những cái tư tưởng đấy thì nó mới khởi lên. Vậy thì nó ý của mình, ví dụ như là căn tiếp xúc với cảnh, là tai tiếp xúc với âm thanh, rồi nó có nhĩ thức, có tác, rồi có cái sự tiếp xúc giữa ba cái đấy, rồi nó có cái tác ý. Cái âm thanh này là xúc phạm tôi vì nó khởi lên tâm sân, âm thanh này là vi diệu hay quá này khởi lên tâm tham. Thì đấy là nó phải mình phải phân tích được ra những cái tâm đấy nó sinh lên ở đâu, thì lúc đấy mình mới phân tích được ra. Ví dụ như là căn thì nó là sắc, cảnh nó cũng là sắc, thức thì nó phải là các cái tâm và tâm sở có cái sự tiếp xúc đấy và có cái sự tác ý. Thì mình phân tích ra được danh sắc chân đế thì lúc đấy mình mới gọi là thấy được cái sự thật thứ nhất. Rồi sau đó mình mới phân tích ra được những cái nguyên nhân này, những cái yếu tố đầy đủ các cái nguyên nhân này, nó mới sinh nên cái tâm tham hoặc tâm sân hoặc tâm si đấy. Thì đó mới gọi là mình thấy được cái sự tập khởi của những cái cấu uế đó. Rồi mình thấy được cái sinh diệt của nó, cái mình tuệ chi được nó, mình thấy nó là vô thường, khổ, vô ngã. Thì mình diệt trừ được nó thì lúc đấy mới gọi là mình đã mới gọi là diệt được nó. Rồi mình biết là muốn diệt được nó phải đi theo cái lộ trình bát chánh đạo, phải có chánh kiến, tức là thấy được những cái danh sắc đó ở cái pháp chân đế, chánh tư duy. Mình thấy được nó về nó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tức là phải tu tập theo giới, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, tức là phải có định, tức là vẫn phải thực hành theo cái lộ trình giới định tuệ. Phải thực hành theo giới định tuệ mới đoạn trừ được những cái cấu uế này. Chứ không phải là mình chỉ cần biết được là tôi có tâm tham khởi nên tôi biết đây là tâm tham mà đoạn trừ được tham. Không phải là khởi nên tâm sân tôi biết đây là sân mà đoạn trừ được sân. Mà đoạn trừ bằng chi kiến là như thế. Mình có thể phải tuệ chi được cái pháp đấy bằng cái pháp tư duy thiền quán. Thì phải giữ giới thanh tịnh,
phải tu tâm cho thanh tịnh, đắc được thiền định, và sau đó phải chuyển sang thực hành thiền tuệ để phân tích ra được những cái tâm thiện đó, và những tâm thiện đó nó sinh khởi như thế nào, tìm ra được những cái nguyên nhân sinh ra nó, thấy được sự diệt trừ nó, và thấy được cách thức diệt trừ nó, phải bằng phương pháp như thế, phải tuần tự như thế, thì cái phương pháp, cái cách thức tuần tự như thế nó là thực hành giới định tuệ. Vậy thì phải thực hành giới, thực hành định, thực hành tuệ, và cái trí tuệ mới là cái cuối cùng, mới là cái con dao sắc bén cuối cùng để cắt đứt những cái câu uế này. Chứ một cái người không thành tựu được cái tuệ quán, không thành tựu được cái tuệ quán, thấy được cái pháp chân đế, không thể cắt đứt được những câu uế này. Nếu như mà vị đó tu tập như vậy, thực hành như vậy, vị đó đoạn trừ được những câu uế bằng cái tư duy quán chiếu, quán sát như vậy, vị đó có thể chứng đắc được sơ quả, đoạn trừ được thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Thì cái lúc đấy, cái mới từ cái bước đấy mà đi, mới thật sự là đã đoạn trừ được những câu uế, cắt đứt được câu uế. Hay là nhị quả thì là muội nược tham sân si, chứng được tam quả, đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ dục tham sân hận. Đến tứ quả thì đoạn trừ được năm thượng phần kiết sử và năm hạ phần kiết sử. Tất cả những câu uế mới thật sự đoạn trừ một cách toàn diện, một cách hoàn toàn. Nhưng trong bài pháp này, Đức Phật vẫn dạy là tu tập cho đến khi nào đoạn trừ được hết tất cả các nậu hoặc, đoạn trừ hết tất cả các câu uế, và đi đến chấm dứt sinh tử khổ đau. Chứ không phải là Đức Phật chỉ dạy trên một cái cách nửa vời, mà Đức Phật vẫn dạy tu tập đến một cách rốt ráo, một cách tuyệt đối. Mặc dù trong cái bài này Đức Phật dạy có vắn tắt, nhưng mà vẫn làm cả một cái đạo nộ tu tập từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc, chứ không phải là chỉ có lý thuyết xuông để học để hiểu, mà học để thực hành, để tu tập cho đến rốt ráo thì thôi. Vì cái đối tượng nghe pháp thời Đức Phật thường là các vị nậu tận cũng có, các cái vị mà hữu học, tức là những cái bậc thánh nhân đã chứng sơ nhị tam quả cũng đều có. Rất ít những người mà là những người sơ cơ. Nên là khi mà hàng ngày Đức Phật đều thuyết pháp, đều giảng pháp, đều giảng dạy giáo pháp. Cho nên là có những cái bài pháp thì Đức Phật thuyết giảng một cách cặn kẽ, chi tiết. Nhưng mà cũng có những cái bài pháp Đức Phật chỉ nói một cách cô đọng, vắn tắt, ngắn gọn. Nhưng mà vì Đức Phật quan sát những người nghe, người nghe là những người sơ cơ thì Đức Phật phải giảng dạy chi tiết. Mà những cái người nghe là những cái người đã có kinh nghiệm rồi, có sự hiểu biết về pháp học, pháp hành rồi, thì Đức Phật nói vắn tắt, ngắn gọn. Ở đây Đức Phật cũng nói cũng ở cái mức trung bình, không quá là vắn tắt, nhưng cũng không quá là chi tiết. Và sẽ học đến cái chỗ này thì mình cũng sẽ hiểu rằng là không phải là mình chỉ biết đây là tham, đây là sân, đây là si mà đoạn trừ được, mà phải đoạn trừ bằng cả một cái quá trình tu tập, đến khi nào đạt được cái trí tuệ, đến sự giác ngộ hoàn toàn thì mà đoạn trừ được những cái cấu uế đó. Vị ấy biết được những cấu uế đó, thì những cấu uế đó được diệt trừ. Rồi Đức Phật dạy tiếp, tỷ kheo ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Phật. Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giả, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí chứng hiểu. Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, trực hạnh là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, như lý hạnh là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, chánh hạnh là chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Đến giai đoạn này, đối với vị ấy có sự từ bỏ, có sự trừ diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn trừ, có sự xả ni. Vị ấy tự nghĩ, ta thành tựu lòng tin tuyệt đối với Thế Tôn và chứng được nghĩa tín thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp, từ hân hoan hỷ sinh, từ hỷ thân được khinh an,
thân được khinh an, cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Nên là tại sao khi mà diệt trừ được cấu uế vậy thì vị ấy sẽ thành tựu lòng tin tuyệt đối với Phật, với Pháp, với Tăng, và chứng được Pháp tín thọ, nghĩa tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến Pháp, sinh ra hỷ, sinh ra lạc, sinh ra kinh an, sinh ra định tĩnh. Tại sao thế? Là thế nào? Thì với một cái người mà có lòng tin tuyệt đối với Phật, Pháp, Tăng là ai? Ai ở trên đời là cái người có lòng tin tuyệt đối với Phật, Pháp, Tăng? Đó là một cái bậc ít nhất là chứng được sơ quả mà trở nên. Vì đó phải là một cái bậc hữu học rồi thì mới có lòng tin tuyệt đối đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Còn nếu mà vị đó chưa chứng được sơ quả trở nên thì vị đó không thành tựu được cái lòng tin tuyệt đối. Có thể hôm nay mình tin nhưng ngày mai mình sẽ nghi ngờ Phật, nghi ngờ Pháp, nghi ngờ Tăng. Lòng tin đó chỉ khi nào mình chỉ cần dễ duỗi một tí, mình chỉ cần một thời gian không thân cận với Phật Pháp, mình chỉ cần thân cận những cái bạn bè bất thiện, hay là chạy theo tham dục, chạy theo sân hận, những cấu uế này nó khởi lên mạnh một cái là niềm tin giảm đi liền, mất liền, rồi dần dần trở thành bất tín cũng có. Hoặc là mình tái sinh sang một kiếp sau, mình sinh trong một gia đình tà kiến, làm quên hết những cái niềm tin là cái kiếp này mình đã từng tu học Phật Pháp bao nhiêu năm, bao nhiêu ngàn năm, nhưng mà đến khi mà chỉ cần sinh ra trong một cái giai cấp mà không có chánh pháp, sinh ra trong một cái pháp một cái là mất hết niềm tin ngay. Vậy cái người đấy chưa thể thành tựu lòng tin tuyệt đối với Phật, với Pháp, với Tăng được. Chỉ có từ bậc chứng được sơ quả mà trở nên thì mới có lòng tin tuyệt đối đối với Phật, với Pháp, với Tăng. Mà cái vị chứng được các cái đạo quả ấy là nhờ cái gì? Nhờ đoạn trừ được tham sân phẫn nộ hiểm hận này, cư ngụy não hại tật đố san tham mang trái cái cuống quan cô cấp tháo, mạn quá mạn tăng tượng mạn kiêu phóng giật, là những cái cấu uế đó nó phải được diệt trừ một phần nào đấy thì nó mới có được cái niềm tin tuyệt đối như vậy. Mà cái những cấu uế đó do cái sự tu tập mà đi đến đoạn trừ được như vậy, thì như trong cái bài kinh Thừa Tự Pháp, ở cái đoạn cuối bài kinh Thừa Tự Pháp thì lúc ấy Tôn giả Xá Lợi Phất cũng nói về 16 cấu uế này, tham sân phẫn nộ hiểm hận này cho đến kiêu phóng giật này. Thì Đức Phật cũng nói là lúc ấy Tôn giả Xá Lợi Phất cũng dạy rằng là tham là ác pháp, sân là ác pháp, phẫn nộ tà kiến đấy là ác pháp. Thì có một cái con đường có thể đoạn trừ được tham sân phẫn nộ hiểm hận này, khiến tịnh nhãn sanh, khiến chân trí sanh, hướng đến tịch tĩnh chứng chánh trí chứng ngộ niết bàn. Con đường ấy là gì? Đó là con đường tám ngành thánh, tám ngàn bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh thần, chánh niệm, chánh định. Nếu người nào tu tập theo cái con đường đạo này thì vị đấy sẽ đoạn trừ được những cái tâm cái ác pháp, tội hiểm hận, cư ngụy não, đố san tham đấy. Đấy là trong cái bài kinh Thừa Tự Pháp thì Tôn giả Xá Lợi Phất cũng dạy, tức là vậy phải tu theo bát chánh đạo. Hoặc là trong bài kinh Tất Cả Nậu Hoặc thì Đức Phật cũng dạy nó phải tu theo cái cách gọi là chi kiến, phòng hộ, kham nhẫn, tránh né, trừ diệt và tu tập. Đấy là những cái con đường để đoạn trừ những cái ác pháp, những cấu uế, những phiền não này, thì mới vị đấy mới thành tựu được lòng tin tuyệt đối đối với Phật, với Pháp, với Tăng. Thì ở đây vị ấy có sự từ bỏ, có sự trừ diệt, có sự giải thoát. Tức là vị ấy phải từ bỏ, có cái sự từ bỏ, tức là từ bỏ được những cái dục tham đấy, những cái sân hận đấy, vị ấy trừ diệt đấy, chính là trừ diệt được những cái cấu uế đó, giải thoát ra khỏi những cái cấu uế, khỏi cái tam giới đó. Có sự đoạn trừ, có sự xả ni, vị ấy nghĩ ta thành tựu lòng tin tuyệt đối với Thế Tôn. Và vị ấy chứng được nghĩa tín thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến Pháp. Thì cái vấn đề ở đây là chứng được nghĩa tín thọ và chứng được pháp tín thọ này là cái gì? Tức là với một cái người, ví dụ như bây giờ tất cả những cái người mà đang học Phật Pháp này, là mình phải thọ trì một cái pháp nào đấy, mình phải thọ trì một pháp môn nào đấy, mình phải có niềm tin với một cái pháp môn đấy. Ví dụ như là một cái người được thực hành cái pháp môn tứ niệm xứ chẳng hạn, thì vị đấy phải có cái niềm tin để thực hành cái pháp môn đấy. Đấy được gọi là pháp tín thọ, tức là mình có niềm tin mình mới thực hành.
hay là thực hành một pháp thiền niệm hơi thở chẳng hạn, thực hành thiền ấy, mình đang thực hành thiền niệm hơi thở, thì đó mình thọ trì cái pháp đấy và mình có niềm tin mình mới thọ trì mới đi đến thành. Nhưng mà cái lúc đấy nó chưa thành tựu. Nhưng mà khi mà một cái người mà thọ trì mà đi đến thành tựu rồi thì lúc đấy mới gọi là chứng đạt hoàn toàn thọ trì. Ví dụ người mà thọ trì một cái pháp là niệm ân Đức Phật, và ai dạy mình một cái pháp niệm ân Đức Phật, mình có niềm tin và mình thọ trì theo, và đấy mới gọi là pháp tín thọ. Còn nghĩa tín thọ là cái gì? Nghĩa tín thọ ở đây là mình thọ trì cái pháp đấy, nhưng mà mình phải hiểu cái ý nghĩa của cái pháp đó. Vậy thì tất cả những cái pháp của Đức Phật ấy, Đức Phật là một cái bậc thuyết giảng những cái giáo pháp một cách hoàn hảo ở đoạn đầu, ở đoạn cuối, ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối đều hoàn hảo, có nghĩa, có văn. Chứ không phải là cái pháp mà chỉ có văn mà không có nghĩa. Đức Phật không bao giờ nói ra một cái câu pháp nào chỉ có văn tự mà không có ý nghĩa hết. Hay một cái người nào mà học một cái pháp nào mà vô nghĩa không phải pháp của Phật. Đó là tà pháp, đó là những cái pháp của ngoại đạo nó len lỏi vào, nó làm nửa đảo, nó làm cho cái người tu mất đường, mất phương hướng, không còn đường, không biết đường để tu tập và không chứng đắc được cái gì. Người nào mà thọ trì một cái pháp có văn mà vô nghĩa thì đó là tà pháp, và cái vị đó sẽ không bao giờ đoạn trừ được những câu ế phiền não ở trong tâm. Bởi vì không có văn, nó không sinh nên cái hân hoan liên hệ đến pháp. Nó không sinh ra hỷ, không sinh ra lạc, không đắc được định và không thành tựu được chánh trí. Vì vậy cho nên là pháp của Phật là phải có nghĩa, có văn, phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sáng thì mới là pháp của Phật. Đức Phật nói rõ ràng cái pháp như thế. Mà đến thời bây giờ người ta học pháp rất là nhiều mà người ta hiểu pháp lại rất là ít, mà người ta thọ trì những cái pháp vô nghĩa rất là nhiều. Đến thời bây giờ là bị loạn pháp là vậy đó. Rất là nhiều người thọ trì cái pháp không có, chỉ có văn mà không có nghĩa. Thì ví dụ như là có nghĩa có văn là làm sao thọ trì được nghĩa tín thọ, pháp tín thọ, pháp tín thọ bằng nghĩa tín thọ. Ví dụ như là một cái người thọ trì pháp niệm Phật, thọ trì pháp niệm Phật thì đó là pháp tín thọ. Ví dụ có người hỏi là anh có muốn tu tập một pháp môn không, bảo có, vậy hãy tu tập pháp niệm Phật đi nhá. Và vâng, nhưng mà vì đó không biết niệm Phật thế nào cả, cứ niệm mô Phật không, thì đó là chỉ có niệm mà không thành tựu được nghĩa tín thọ. Vậy thì niệm Phật nó phải như thế nào? Thành ví dụ như là ở đây Đức Phật nói là vị ấy có lòng tin tuyệt đối nơi Đức Phật là bậc A La Hán, Đức Thế Tôn là bậc A La Hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc thiện thế thế gian giả, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Thế Tôn là bậc A La Hán. Vậy thì A La Hán này là một câu văn, nhưng mà nó nghĩa của câu này là gì? A La Hán có nghĩa là ứng cúng. Ứng cúng bởi vì ngài đã đoạn trừ hết phiền não tham sân si và các tiền khiên tật nên ngài xứng đáng được cúng dường. A-la-hăng, A-la-hán này. Vậy đây là pháp tín thọ nhưng phải có nghĩa tín thọ. Chứ người đó cứ niệm A-la-hăng hoài, vì đó không hiểu cái nghĩa A-la-hăng là gì. Vì đó có niệm một kiếp, mười kiếp, hàng trăm ngàn kiếp, vì đó không bao giờ thành tựu được cái hân hoan liên hệ đến pháp này. Tức là không bao giờ nó sinh ra hỷ là không sinh ra kinh an và không sinh ra được cái tâm thanh tịnh định tính mà không phát sinh trí tuệ. Vậy vì đấy phải thành tựu được niệm nhưng mà phải hiểu ý nghĩa của nó. Chánh đẳng giác là gì? Chánh đẳng giác Samma Sambuddho đấy. Samma Sambuddho là một cái bậc có cái trí tuệ hoàn toàn, toàn giác, một bậc có toàn giác trí, không có cái gì không thấy, không gì không biết, hướng tâm về quá khứ không có chướng ngại, không có ngăn che, thì ở hiện tại không có chướng ngại, không ngăn che, vị lai không chướng ngại, không ngăn che, thông suốt quá khứ, hiện tại và tương lai, cho nên được gọi là chánh đẳng giác. Thì cái vị đó thọ trì cái câu niệm Samma Sambuddho chánh đẳng giác, vị đó phải hiểu ý nghĩa của cái câu đấy. Minh hạnh túc là gì? Vị đó phải hiểu minh là gì, hạnh là gì, đầy đủ cả trí tuệ và đức hạnh. Đó mới là cái ân đức của Phật. Vị đó thọ trì cái pháp đó, vị đó phải thấu hiểu những cái ý nghĩa của từng cái pháp đó. Thiện thệ là gì? Thiện thệ một cái câu văn là thiện thệ nhưng phải có ý nghĩa. Đức Phật chỉ nói những cái gì đem lại cái sự lợi ích, đem lại, nói ra những cái điều thiện lành đem lại cái sự lợi lạc, chứ không nói ra những cái điều vô ích vô nghĩa. Thế gian giải là hiểu rõ các cái pháp thế gian,
chúng sinh thế gian, thế giới này, trong tất cả thế giới này, cõi thế giới, chúng sinh thế giới này, và hiểu rõ ràng những cái tâm tánh của chúng sanh ở trong các cái thế giới khác nhau, những con đường đi đến những cái cảnh giới ở trong thế gian khác nhau. Vô thượng sĩ điều ngự trượng phu cũng phải có ý nghĩa của cái câu đó. Bậc điều phục những người, bậc những cả những người có điều phục. Thiên nhân sư là bậc thầy của trời người. Phật là bậc giác ngộ chân lý tứ thánh đế. Thế Tôn là cái bậc may mắn thừa tự những cái phước này. Thì một cái vị đấy thọ trì một cái pháp nào, vị đó phải thông suốt cái ý nghĩa của cái pháp đấy. Chứ một cái người mà thọ trì cái pháp vô nghĩa, ví dụ như là vị đó niệm Phật nhưng mà niệm một cái câu không có ý nghĩa gì cả, thì là vị đó chỉ thọ trì pháp mà không thọ trì nghĩa, thì nó là vô ích. Hay là có rất là nhiều những cái bài kinh, có thể là mình tụng thuộc nào những cái bài kinh đó, giống như người tụng thần chú không hiểu ý nghĩa, mù mờ u mê, thì đó là vị đó thọ trì pháp mà không có nghĩa. Nó không có nghĩa, nó không hiểu gì cả, thì tâm làm sao nó hoan hỉ được? Không có hoan hoan thì nó không có hoan hỉ, không có hoan hỉ không có khinh an, không có an thì không có định tĩnh, không định tĩnh thì không có trí tuệ. Vậy thì cái người nào thi thọ trì bất cứ một cái pháp nào vẫn phải có pháp và có nghĩa. Thì tất cả những bài kinh vẫn không được học kinh như kiểu học thần chú tụng mà không có ý nghĩa, không hiểu gì cả thì mất thời gian. Nên là giáo pháp của Đức Phật là vẫn phải có văn tự và có nghĩa lý. Phải học văn và phải hiểu nghĩa, và thọ trì thực hành cũng vậy. Tất cả những cái pháp thực hành để tu tập ở trong nội tâm, thế thực hành một pháp thiền hơi thở, ví dụ như là vì đó thọ trì cái pháp thiền hơi thở, vì đó phải hiểu cái ý nghĩa của việc hành thiền hơi thở như thế nào, nhận biết cái hơi thở nó như thế nào, rồi vị ấy vào được cận hành định, vào an chỉ định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nó như thế nào. Vì ấy thọ trì pháp đấy, vì nó phải hiểu cái nghĩa thì nó mới có cái sự hân hoan liên hệ đến pháp, từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân được kinh an. Thân được kinh an thì sinh ra an lạc sinh ra định tĩnh. Thì đó là vị đó thành tựu được thiền định. Vị ấy nghĩ ta thành tựu lòng tin tuyệt đối với pháp, chứng được nghĩa tiến thọ, chứng được pháp tiến thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp, từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân được kinh an. Thân được kinh an cảm giác lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Khi mà thọ chỉ vị đó chứng đạt được cái niềm tin tuyệt đối với pháp, thì vị đó cũng hiểu được tất cả những cái ân đức của pháp. Đối với một cái vị mà tu tập có sự chứng đắc rồi, thì vị đó có niềm tin, nhưng không phải niềm tin một cách không có trí tuệ. Ở đây niềm tin hoàn toàn đi kèm với trí tuệ, tin tuyệt đối vào pháp, vì hiểu rõ pháp như thế nào. Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng làm sao hoàn hảo, đoạn đầu, đoạn cửa, đoạn cuối, thiết thực hiện tại, không có thời gian. Pháp đấy rất là thiết thực. Như người đang sân, mình chỉ cần hướng đến cái pháp từ ái mà sân hận được diệt trừ. Một người đang dục tham, hướng đến bất tịnh quán mà dục tham được diệt trừ. Một người đang toán loạn, hướng đến an trị, hướng đến hơi thở một cái tán loạn được diệt trừ. Những cái pháp nó rất là thiết thực, rất là hiện tại, ngay ở đây, ngay lập tức này, có cho quả tức thì, ngay tức thì. Với người thực hành pháp thì mình sẽ có cái sự hỷ lạc ngay tức thì, chỉ trừ khi mình hành không đúng pháp. Còn nếu mà hành đúng pháp, nó cho quả ngay trong cái lúc mình thực hành, ngay trong lúc mình thực hành, có hân hoan, có hỷ lạc, có khinh an, có an lạc, có định tĩnh, có trí tuệ trong cái sự thực hành đó. Thì cái người đấy thọ chỉ chứng được cái lòng tin tuyệt đối với pháp, thành tựu được pháp tín thọ và nghĩa tín thọ. Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối với tăng, chứng được nghĩa tín thọ, pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp, từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thiên lực kinh an. Thân được kinh an cảm giác được lạc thọ, với lạc thọ tâm được thiền định. Bởi vì ấy nghĩ đến giai đoạn này đối với ta có sự từ bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn, có sự xả ly, chứng được nghĩa tín thọ, pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp, từ hân hoan hỷ sanh, từ hỷ thân được kinh an. Thân được kinh an cảm giác lạc thọ và tâm được thiền định. Đấy là một cái vị do đoạn trừ các cái cấu uế, vị đấy đã chứng được, tức là vị đó lúc đấy phải chứng được một trong bốn đạo quả rồi, thì vị đó mới thành tựu được
cái pháp tín thọ, nghĩa tín thọ đối với Phật pháp tăng. Rồi tiếp theo, vị đấy ở cái giai đoạn này, vị đấy vẫn còn phải tiếp tục tu tập. Nếu như mà vị đấy mới trở thành một cái bậc hữu học thì vị ấy vẫn phải nỗ lực tu tập tiếp, chứ không phải là vị đó đã hài lòng và dừng lại ở đấy. Rồi Đức Phật dạy tiếp: này các tỳ kheo, vị tỳ kheo, giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, nếu có ăn đồ ăn khất thực với gạo thơm, hạt đen đã được vứt đi, với các món ăn khác cũng không vì vậy trở thành một chướng ngại cho vị ấy. Này các tỳ kheo, như một tấm vải cấu uế nhiễm bụi, bỏ trong nước sạch trở thành thanh tịnh sạch sẽ, như bỏ vào nò nửa trở thành thanh tịnh sạch sẽ, cũng vậy, này các tỳ kheo, một tỳ kheo, giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, nếu có ăn đồ ăn khất thực với gạo thơm, hạt đen được vứt đi, các món canh với các món ăn khác cũng không vì vậy mà trở thành chướng ngại với vị ấy. Tại sao Đức Phật ở trong này lại nói thế? Một vị tỳ kheo, giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy là làm sao? Tức là nếu như một cái vị đấy tu tập đi đến cái đạo quả rồi, lúc đấy nó sẽ thành tựu ra được ba cái pháp, đó là nó sẽ khởi lên cùng với vị đó. Đó là vị đấy có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Tức là với một cái vị mà đã đi đến thành tựu cái đạo quả như vậy rồi, thì cái vị đó tuyệt đối sẽ có cái giới thanh tịnh, không bao giờ nói dối. Thứ hai là mà cái tâm này nó khởi lên một cách tự nhiên. Tức là trước kia vị đó mà giữ cái giới không nói dối thì vị đó luôn luôn phải ngăn ngừa đề phòng. Nhưng mà với một cái vị mà đã thành tựu đến cái đạo quả đấy rồi thì cái tâm nó tự động, nó có cái chánh ngữ, nó tự động, nó có chánh nghiệp. Tức là vị đó luôn luôn hành động với cái tâm chân chánh, không có cố ý làm những cái việc bất thiện. Hoặc là những cái vị đó không cố ý khởi lên những cái ác bất thiện pháp đó. Chánh mạng, tức là vị đó không bao giờ cố ý nuôi mạng một cách tà mạng, tức là vị đó không bao giờ cố tình khởi lên cái tâm tà mạng, thì vị đó thành tựu được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng một cách hoàn toàn tự nhiên. Cho nên là cái vị đó không bao giờ còn bị đắm nhiễm trở nạn, tức là không bao giờ còn bị thoái nuôi trở nạn, cho dù vị đó có thân cận với những tà nhân, những cái phi chân nhân, những người ác, vị đó cũng không bao giờ nhiễm những cái tánh ác, những cái thói hư tật xấu của người đời nữa, mà vị đó chỉ có thanh tịnh dần dần lên, chứ không bao giờ bị cấu uế trở nạn. Cho nên là lúc đấy vị ấy, cho nên Đức Phật mới dạy là nếu như vị ấy có ăn những cái món ăn ngon với những cái món gạo thơm, hạt đen được vứt đi, tức là món ăn thượng vị, thì cũng không chướng ngại cho vị ấy. Tức là lúc đấy mà vị có mặc áo y đẹp, có ở nhà sang, có ăn đồ ngon, có hưởng thụ những cái mà những cái người khác coi là hưởng thụ dục lạc, nhưng mà lúc ấy vị đó sẽ không có cái tà kiến đối với cái sự hưởng thụ, đối với cái vật chất đấy nữa. Nhưng là nếu như vị đó có ở trong một cái nhà nó lộng lẫy cao sang, bằng vàng, bằng ngọc, bằng pha lê đi chăng nữa, vị đấy cũng không bao giờ đắm nhiễm. Vị đó sẽ biết nó là tứ đại, nó sinh diệt, nó là vô thường, khổ, vô ngã. Hay là vị đó có ở trong một cái hang núi bằng đất, hay là vị đó ở trong một cái túp lều tranh, thì cái tâm của vị đó nó như nhau. Vị đó không thấy hãnh diện khi mình được ở trong những cái ngôi nhà sang trọng, mà cũng không cảm thấy tự ti, cảm thấy thấp kém khi mình ở trong những cái túp lều lụp xụp ở dưới gốc cây, hay là ở cái chỗ không nhà cửa cũng không sao, ở nghĩa địa cũng được, ở gốc cây cũng được, ở nhà đẹp được, nhà xấu cũng được. Đấy là với cái vị đấy không còn chướng ngại nữa. Khi mà mặc áo đẹp, áo xấu, mặc cái vải rách nhặt ở nghĩa địa cũng được, mà mặc những cái vải nóng nánh có nhiều kim cương gắn lên cũng chẳng sao, vị đó không bao giờ còn đắm nhiễm mà nữa, chỉ coi nó là cái vật che thân. Vị đó ăn cái gì thì cũng chỉ coi nó là tứ đại, ở bên ngoài nuôi tứ đại bên trong, rồi bài tiết thành phân hôi thối, không bao giờ còn nghĩ coi trọng cái vật này nó khoái khẩu, cái vật này nó khó ăn, cái này nó ngon hơn, vì đó không bao giờ còn đắm nhiễm vào những cái thứ đấy nữa. Cho nên là lúc đấy mọi cái trên đời này không còn bị chướng ngại cho vị đó nữa, vì đó chỉ có đi đến thành tựu niết bàn trong tương lai, chứ không bao giờ còn thối đọa nữa. Đấy là vị đó là đã là một bậc hữu học rồi thì mới thành tựu được cái tâm này, cái tâm này, nên Đức Phật mới nói thế, là vị đó sẽ không bao giờ còn bị ô nhiễm trở lại nữa. Này các tỳ kheo, như một tấm vải cấu uế nhiễm bụi, nếu bỏ trong nước sạch trở thành thanh tịnh sạch sẽ. Tức là lúc trước thì là cái tâm cấu uế, nhưng mà nhờ có cái sự tẩy rửa, gột rửa, diệt trừ
diệt được những cấu uế đi rồi nên nó trở thành thanh tịnh và sạch sẽ. Cho nên là vì nó không bị ô nhiễm trở lại, đạt được đến cái sự vô nhiễm đấy thì đã do vị đó đã tu tập chứng đắc được các đạo quả rồi. Rồi vị ấy an trú biến mãn một phương câu hữu với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên, không hận không sân, biến mãn một phương với tâm câu hữu với bi như trên, với tâm câu hữu với hỷ như trên, biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, cũng vậy như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vì ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, từ bi hỷ xả quảng đại vô biên, không hận không sân. Thì cái vị đấy có thể an trú vào các cái tầng thiền tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tức là vị đấy vẫn tiếp tục nỗ lực tu tập một cái pháp thiền định nào đấy để làm nền tảng, để tiếp tục phát triển về tuệ quán. Tức là lúc đấy mặc dù vị đấy tu tập đến cái giai đoạn đấy rồi, vị đấy vẫn chưa dừng cái sự tu tập nào, vẫn tiếp tục thực hành những cái pháp thiền. Mà ở trong này thì Đức Phật dạy là vị đấy thực hành pháp thiền tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả đấy vào các cái tầng thiền, tứ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đấy, rồi tiếp tục vị ấy có vị ấy biết có cái này, có cái hạ nhiệt, có cái cao thượng, có sự giải thoát vượt qua các tưởng, do biết như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi các dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu, đối với tự thân giải thoát chi kiến khởi nên, ta đã giải thoát, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở nuôi trạng thái này nữa. Này các tỳ kheo, tỳ kheo ấy được gọi là tỳ kheo đã tắm rửa với sự tắm rửa của nội tâm. Những cái giai đoạn này thì vị đấy tiếp tục quán xét, tiếp tục thực hành tư duy thiền quán, vị ấy biết là có cái này, có cái hạ niệt, có cái cao thượng. Có cái gì là có cái hạ niệt, có cái cao thượng. Ví dụ như cái tâm này nó có những cái tâm hạ niệt, nó có những cái tâm cao thượng, và có sự giải thoát khỏi các tưởng. Thì các tưởng ở đây là cái gì? Tức là ví dụ như là ở trong cái bài kinh đầu tiên, pháp môn căn bản của tất cả các pháp, thì Đức Phật nói là cái kẻ vô văn phàm phu đấy, tưởng chi địa đại là địa đại, tưởng chi thủy đại là thủy đại, tưởng chi hỏa đại, phong đại, tức là tưởng chi đất nước nửa gió này. Vị ấy tưởng chi như vậy, cho nên là vị lấy dục hỉ đối với địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Rồi là tưởng chi chúng sinh là chúng sinh, tưởng chi chư thiên là chư tiên, tưởng chi phạm thiên là phạm thiên. Rồi vị ấy có cái dục hỉ đối với cái cõi đấy. Thì tất cả những chúng sinh, những cái người mà chưa giác ngộ thì đều đang sống với tưởng chi. Những ai mà chưa thực hành được thiền tuệ thì đều đang sống với tưởng chi. Ví dụ như mình, cái thân này là thân nam uẩn, nó là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Nhưng mà mình đặt tên cho cái thân này, người này tên A, tên B, tên C này, thì mình tưởng rằng cái tên đó là thân, đấy là tưởng chi. Mình tưởng, mình không phân tích ra được những cái đất nước nửa gió ở trong đấy. Mình tưởng đây là người đẹp. Mình thấy cái người này, mình thấy là người này đẹp, đấy là tưởng. Người này xấu là tưởng chi. Người này già, người này trẻ, đấy là tưởng chi. Mình, đây là con người, là tưởng chi. Đây là con trâu, con bò, đây là chư thiên, phạm thiên, đều là tưởng chi hết. Vì mình không phân tích ra được cái sự thật tột cùng chân đế của tất cả các pháp. Khi mình phân tích ra được cái thân này nó có đất nước nửa gió, thì mình có tuệ chi về cái thân đó. Mình thấy được những cái nhân nó sinh ra cái thân này, mình thấy được cái tính vô thường khổ vô ngã trên cái thân này, thì đấy là mình có cái sự thắng chi đối với cái thân đó. Mình thấy được, mình hiểu rõ ra được cái sự vô thường khổ vô ngã đó, mình có thể thành tựu được cái sự niễu chi. Tức là một cái người mà chưa phân tích ra được cái sắc và cái danh chân đế thì vị đó là đang sống ở trong các cái tưởng. Vậy thì một cái người vượt qua được các cái tưởng đấy thì cái vị đấy phải thực hành cái pháp thiền tuệ, dùng cái tâm có định đấy. Ví dụ vị đó nhập vào các cái tầng thiền tâm từ bi hỷ xả này cũng được, hay nhập vào một cái tầng thiền nào đấy cũng được. Sau đó vị đó xuất ra, vị đó mới phân tích cái tứ đại ở trên thân này. Vị đó phân tích ở trên mắt nó có những cái sắc uẩn, sắc pháp do nghiệp sinh, do tâm sinh, thời tiết vật thực sinh,
thì vị đó là thắng chi, vị đó thấy vô thường khổ vô ngã là nhiễu chi, thì vị đó hiểu rõ ràng về cái sắc uẩn, rồi là những cái thọ do nhãn xúc sinh, thọ do nhĩ, thọ do tỷ, do thiệt, do thân xúc sinh, do ý xúc sinh, thì vị đó thấy được những cái thọ đấy, thì vị đó nó gọi là tuệ chi hay thắng chi, rồi vị đó thấy được cái sự vô thường của vô ngã của nó thì vị đó thành tựu được nhiễu chi, rồi cái tưởng, cái hành, cái thức ở sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý như vậy, thì lúc đấy vị đó mới vượt qua được các tưởng là thế, vượt qua được các tưởng bằng cái tư duy thiền quán, bằng cái tuệ minh sát, bằng cái tâm có định mới tuệ chi, mới thắng chi, mới nhiễu chi cái thân năm uẩn, rồi vị đó mới đoạn trừ được cái vô minh, đoạn trừ được tham ái, đoạn trừ được cái chấp thủ đối với cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức ở bên ngoài là của người khác, ở quá khứ, ở hiện tại, ở tương lai, ở xa, ở gần, thô tế, cao thượng, hạ nhiệt, thì tất cả những cái năm uẩn đó thì mình đều có thể nhiễu chi được như vậy, thì lúc đấy mới được gọi là vượt qua hoàn toàn các tưởng, không còn tưởng nữa, thì lúc đấy chỉ còn trí tuệ giác ngộ nó hiện khởi mà thôi. Còn tưởng ở đây thì lúc đấy gọi là ảo tưởng, mà tưởng chính là vô minh. Vậy cái người vượt qua hoàn toàn các tưởng chính là vượt qua vô minh, vượt qua ảo tưởng, vượt qua cái sự thấy và biết một cách sai lầm. Và cái lúc đấy vị đó thành tựu được cái trí tuệ chánh trí, thấy biết một cách đúng sự thật, gọi là thấy được chính tuệ. Thì lúc đấy vị ấy biết như vậy, thấy như vậy, tức là không phải là chỉ biết đâu mà mình phải tuệ quán, phải thấy được như vậy. Đấy là cái pháp Đức Phật dạy là pháp ta giảng cái pháp cho người biết người thấy, chứ không cho người không biết không thấy. Tức là khi mà mình nghe lý thuyết thì mình biết, khi mình thực hành mình chứng ngộ, chứng đạt được, mình phân biệt phân tích được ra như vậy rồi, mình mới thấy được cái pháp đó một cách chi tiết rõ ràng như vậy nữa. Thì tâm được giải thoát khỏi các dục lậu, khỏi hữu lậu và khỏi cái vô minh lậu. Đấy, thì lúc này mới diệt trừ được hết những cái dục tham đối với cõi dục, với cái cõi sắc, tức là tham với các cái cõi thiền, sơ thiền đến tứ thiền gọi là hữu lậu, và dục lậu, hữu lậu, và khỏi vô minh lậu, tức là chấm dứt được cái sự vô minh tham ái đối với tất cả danh sắc ở tam giới. Đối với tự thân giải thoát thì lúc đấy vị đó giải thoát hoàn toàn, chi kiến khởi nên ta đã giải thoát, sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không trở lui trạng thái này nữa. Thì vị ấy được gọi là tắm rửa với sự tắm rửa của nội tâm, là lúc đấy Đức Phật mới gọi một cái vị tu tập giống như là một cái người đang tắm rửa. Thế người ta tắm rửa thì người ta làm sao? Người ta phải kỳ cọ cho những cái cấu uế, những cái ghét của những cái bẩn thỉu, cái ô uế ở trên nó thoát ra khỏi cái thân, làm cho cái thân này được trong sạch, được thanh tịnh trở lại. Thì cái người mà tu tập theo giáo pháp của Đức Phật cũng giống như người tắm rửa, không tắm cái thân mà tắm cái tâm. Vậy cái người đấy thực hành pháp, ví dụ như mình thực hành thiền chỉ quán, là mình đang tắm rửa cho cái tâm, gột rửa cho cái tâm, nó diệt trừ những cái cấu uế tham sân phẫn nộ hiểm hận này, cư ngụy lại tật đố san tham, thì tất cả những cái cấu uế đó nó phải tẩy trừ ra khỏi tâm. Thì lúc đấy cái tâm nó trở nên thanh tịnh, trở nên trong sáng, nó trở nên trong sạch hoàn toàn, không còn cấu uế nữa, không còn dục lậu vô minh lậu nữa. Vị đấy thì đã trở thành một bậc lậu tận, tức là trở thành một bậc A-la-hán, chứ không còn là một, cũng không là bậc hiểu nữa. Thì đấy là cái pháp mà Đức Phật dạy là phải tu tập cho đến lốt đáo cuối cùng là như thế, sạch hết các hoặc. Thì lúc đấy nói đến cái sự tắm rửa, thì Đức Phật đã nói đến cái câu là cái người tu tập như vậy là giống như là cái sự tắm gội ở trong nội tâm. Thì có cái vị Bà-la-môn nghe pháp ở đấy, vị đó liên hệ ngay đến cái sự tắm ở sông Hằng, là vị đó hỏi Đức Phật là Bà-la-môn Sundarika Đoà-cha đang ngồi không xa Thế Tôn, rồi vị Bà-la-môn ấy bạch Đức Thế Tôn: Tôn giả Gotama có đi đến sông Bahuka để tắm rửa không? Đức Phật nói rằng: Này Bà-la-môn, sông Bahuka là gì? Sông Bahuka làm được cái lợi ích gì? Để Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều người xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả Gotama, sông Bahuka được người xem là có khả năng đem lại công đức, và nhiều người đã gội sạch các cái ác nghiệp trong sông Bahuka. Rồi Thế Tôn nói lên những bài kệ sau đây cho Bà-la-môn, cho cái vị Bà-la-môn đấy. Thì này là cái văn hóa của Ấn Độ từ
thủa rất là xa xưa cho đến bây giờ mà người ta vẫn còn tin tưởng là có cái dòng sông Hằng ấy, là cái sông linh thiêng có thể gột rửa được tội lỗi. Tức là một cái người khi mà người ta có làm cái việc tội lỗi gì đó, người ta ra sông Hằng người ta tắm một cái, người ta coi như đã sạch. Theo cái đạo Bà La Môn hay là cái đạo Hindu hay là bây giờ còn gọi là Ấn Độ giáo, đến bây giờ người ta cũng vậy, ngày nào người ta cũng ra sông Hằng người ta tắm một cái, người ta bảo tắm cho nó sạch tội lỗi, trời lạnh cũng như trời nóng, ngày nào người ta cũng phải tắm. Và khi chết người ta rất là mong muốn được thả xác xuống sông Hằng. Vì vậy cho nên ở dòng sông Hằng ngày nào cũng có những cái xác chết, thì người ta cứ có những người người ta ốm đau bệnh tật gần chết, người ta ra bên bờ sông Hằng người ta nằm chờ đến khi chết thì người ta nhờ những người nào đó quăng người ta xuống sông, hoặc là thiêu ở đấy rồi rải cho xuống sông, hoặc là vất những cái phần xương cốt xuống sông. Và người ta có cái niềm tin là cái sông Hằng nó rửa được tội lỗi. Thì thời Đức Phật, trước thời Đức Phật cũng có, cho đến thời bây giờ người ta vẫn còn niềm tin đấy. Nhưng mà Đức Phật bác bỏ hoàn toàn cái niềm tin vô lý này, không có cái chuyện đó. Nên Đức Phật mới nói lên một cái bài kệ này: trong sông Bahuka, tại Athikaka, tại cả sông Gaza và sông Sundarika, tại Sarasati và tại Pajana, tại Bahumanti, kẻ ngu dầu thường tắm, ác nghiệp không rửa sạch. Sông Sundarika có thể làm được gì? Pajaga làm được gì? Cả sông Bahuka không thể rửa được nghiệp đen của kẻ ác gây tội. Đối kẻ sống thanh tịnh, ngày nào cũng ngày tốt với kẻ sống thanh tịnh. Ngày nào cũng ngày lành, các tịnh nghiệp thanh tịnh luôn thành tựu thiện hạnh. Vị Bà La Môn chỉ nên tắm ở đây, khiến mọi loài chúng sinh được sống trong an ổn. Nếu không nói dối trá, nếu không hại chúng sinh, không lấy của, không cho, có lòng tin không tham, đi Gaza làm gì? Gaza chỉ là giếng nước. Đấy là Đức Phật dạy rằng là cái tắm sông hoàn toàn vô ích, không hề rửa được một cái tội lỗi nào hết, mà chỉ có gột rửa cái tâm ô uế mới là tắm rửa mới có lợi ích, làm các việc thiện lành mới có lợi ích. Khi được nghe nói như vậy, Bà La Môn Sundari Paradvaja bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày. Con nay xin quy Tôn giả Gotama, quy pháp, quy tăng và mong được xuất gia với Tôn giả Gotama, mong cho con được thọ đại giới. Bà La Môn Sundarika Paradvaja được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Trong thời gian ngắn sau khi thọ đại giới, Tôn giả ấy sống độc cư, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, và không bao lâu chứng được thân, chứng ngộ với thượng trí, chứng đắc và an trú ngay trong hiện tại, vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Mà mục đích này các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị ấy đã thắng trí, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở nuôi trạng thái này nữa. Như vậy Tôn giả ấy trở thành một vị A-la-hán nữa. Thế là chấm dứt cái bài kinh ví dụ tấm vải, bài kinh trung bộ, bài thứ 7 trong trung bộ kinh. Thế là cái nội dung của cái bài kinh ví dụ tấm vải, thì Đức Phật chỉ dùng cái tấm vải làm cái ví dụ cho một cái tâm. Con người cũng giống như cái tấm vải nó thanh tịnh. Mình sẽ được sinh về những cõi an lành, tấm vải ô nhiễm thì sinh về cõi khổ đau. Biết trong cái luân hồi sinh tử nó là như vậy. Vậy nên là một cái người nào mình có cấu uế thì mình phải gột rửa. Giống như là một cái người nào có cái tấm vải ô uế thì mình đem đi tẩy giặt thì nó sẽ thanh tịnh ra. Thì cũng vậy, thì ai trên đời này trong cái luân hồi sinh tử cũng có những cấu uế. Cho nên cái con đường tu tập là để gột rửa, để diệt trừ cái cấu uế đấy. Như một cái người giặt rũ để làm cho cái tấm vải nó sạch sẽ, như một cái người tắm gội để làm cho cái thân thể này nó được sạch sẽ, thì như một cái người tu tập là để gột rửa, làm cho cái nội tâm nó được thanh tịnh. Khi nội tâm nó đã diệt trừ những cái cấu uế một cách hoàn toàn rồi, như một cái tấm vải đã hoàn toàn thanh tịnh vô nhiễm rồi, thì vị ấy sẽ chấm dứt hoàn toàn khổ đau và đi đến giác ngộ tuyệt đối. Cái bài nội kinh, nội dung của cái bài kinh ví dụ tấm vải, đây là hết. Trả lời các câu hỏi.
Dạ, con xin đọc câu hỏi của các hành giả gửi lên ạ. Câu hỏi của hành giả Hà Nguyễn. Kính bạch sư, người mua hàng mặc cả giá tiền thì có phạm giới trộm cắp do xin xỏ không ạ? Mua hàng, mua bán không phạm giới. Thì khi mình có cái ý gian lận, rồi mình có cái cố tình lừa gạt gì đó thì mới phạm giới. Còn cái sự mặc cả thì không phạm giới hả? Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hạnh Tuệ. Thầy ơi, thầy có nhận đệ tử không ạ? Con muốn xuất gia với thầy ạ. Và nếu tương lai mới nhận thì con sẽ đợi từng đó năm ạ. Nếu mà muốn xuất gia thì phải có một thời gian để tập sự. Tập sự mà 1 năm, 2 năm gì đó. Rồi lúc đấy để cho cái chí nguyện nó chín mùi rồi lúc đấy mới xuất gia. Thì một cái vị tỳ kheo nào tu tập thì cũng phải có cái bổn phận trách nhiệm là truyền những cái giáo pháp lại cho đời sau. Không có người nào mà lại không có cái nhiệm vụ đó cả. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Anatta. Kính bạch sư, xin cho con hỏi về khái niệm Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có trong Phật giáo Nguyên Thủy không và được đề cập trong tài liệu nào ạ? Vượt khỏi phạm vi của các cõi vô sắc, liệu còn có những thế giới khác, nơi đó thuộc phạm vi gia hóa của các vị Phật khác không ạ? Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, cái này là cũng nói ở trong những cái bài luận chú giải về các ân đức của Đức Phật. Những cái chú giải về ân đức của Đức Phật thì nói về cái khả năng của Đức Phật có thể mở rộng cái ánh sáng trí tuệ của mình đến 3.000 đại thiên thế giới. Thì ở đây mỗi một cái đại thiên thế giới này, ví dụ như là mình là một thế giới có 31 cõi, từ cái cõi địa ngục cho đến cái cõi phi tưởng xứ là 31 cõi, thì đấy là một thế giới. Thì ở 1.000 thế giới như vậy thì là được gọi là một tiểu thiên thế giới. 1.000.000 thế giới như vậy thì được gọi là một trung thiên thế giới. Và 1.000.000 thế giới như vậy thì được gọi là một đại thiên thế giới. Đấy là một đại thiên thế giới là bằng 1.000.000 thế giới nhé. Vậy 1.000 đại thiên thế giới thì là bao nhiêu thế giới? 3.000 đại thiên thế giới là bao nhiêu? Ý muốn nói là cái năng lực trí tuệ của Đức Phật có thể quan sát được chúng sinh ở trong 3.000 đại thiên thế giới đó, phân tích được danh sắc, hay là thiên nhãn của Đức Phật có thể mở rộng được đến cái mức như vậy, đến 3.000 đại thiên thế giới đó. Thì đương nhiên là trong một thế giới này còn nhiều thế giới khác. Những thế giới khác thì người ta cũng là một cái, có một cái thế, cũng có 31 cõi như vậy. Thì trong phạm vi của một vị Phật ra đời thì có thể là có ảnh hưởng đến 10.000 đại thiên thế giới khác xung quanh. Tức là các chư thiên ở 10.000 đại thiên thế giới có thể đến để nghe pháp được. Cho nên là trong phạm vi 10.000 thế giới ở xung quanh sẽ không có Phật nữa. Nhưng mà ngoài 10.000 thế giới đấy thì có Phật, thì có những vị Phật khác ra đời và thuyết giảng và phổ độ chúng sinh ở những cái thế giới khác mà cách xa hơn nữa, thì vẫn có thể có những vị Phật khác, những cõi ta bà khác. Đấy là muốn nói cái thế giới nó rộng lớn, nó vô cùng tận như vậy đó. Có rất là nhiều những cõi như vậy và chúng sinh cũng rất là nhiều vô tận. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tuệ Tấn. Con xin đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi, trong bài kinh Thất Giác Chi, khi Đức Phật hỏi hai vị đang bị bệnh nặng là Kassapa và Moggallana có được kham nhẫn, có thể chịu đựng không, thì hai vị đều nói là không thể kham nhẫn, không thể chịu đựng. Theo con hiểu, vị đã chứng Arahant thì có sức kham nhẫn rất lớn và không còn phiền não nơi tâm trong mọi trường hợp khó khăn như bệnh nặng. Con xin sư từ bi giảng giúp con về hạnh kham nhẫn hay nhẫn nại ba la mật để con được hiểu đúng ạ. Con xin tri ân sư. Ở đây muốn hỏi cái kham nhẫn ở đây là có chế ngự được cái cơn đau ở trên thân đó không? Ví dụ như là Đức Phật muốn hỏi các vị A-la-hán, đó là các vị A-la-hán khi có bệnh thì vẫn có những cái cảm giác đau đớn trên thân nhé. Vẫn có cảm giác đau đớn bình thường và cái cảm giác đó đau trở nên khốc liệt, mãnh liệt
các vị đấy vẫn phải cảm thọ những cái nỗi đau khốc liệt, mãnh liệt đó trên thân. Mặc dù trong tâm các vị ấy không hề có phiền muội, không hề có tức giận, không hề có sân hận, tham sân si không còn, nhưng cái sự đau đớn đó nó vẫn có rằng xé, nó vẫn làm cho cái sự đau đớn đó đến cái mức độ rất là khó chịu thì vẫn có chứ không phải không. Thì ở đây là kham nhẫn, là có chế ngự được cơn đau đó. Ví dụ chế ngự bằng thiền hay là chế ngự bằng cái cách buông xả nó đi được không? Thì các vị con không thể nào kham nhẫn được. Thì cái ý nghĩa của sự kham nhẫn này nó hoàn toàn khác với cái chữ gọi là nhẫn nhục ba la mật. Cái kham nhẫn ba la mật nó thuần nói về cái tâm lý của một người khi bị người khác xúc phạm hay là những cái sự đau đớn ở trên thân mà bị đấy không khởi nên sân hận, tức giận, buồn phiền, bực bội. Thì đấy được gọi là kham nhẫn ba la mật, cái cách kham nhẫn này khác. Còn cái ý nghĩa của cái câu mà Đức Phật hỏi là có kham nhẫn được cái nỗi đau ở trên thân này không, là hai cái khác nhau. Mình không được đồng hóa hai cái câu đấy với một cái ý nghĩa chung với nhau như vậy được. Thì không kham nhẫn là không thể chế ngự được cái cơn đau đấy thôi. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Đức ạ. Con kính đảnh lễ sư, cho con xin hỏi một câu là khi con nghe một âm thanh như bước chân trong tâm xuất hiện hình ảnh một người nào đó, vậy cho con hỏi thuộc vào tưởng nào ạ? Bên đấy thì nghe âm thanh thì nó là thanh tưởng. Nhờ mình tưởng đến một cái hình tướng gì đấy thì là sắc tưởng. Mình tưởng đến âm thanh thì nó là thanh tưởng. Cái hương là hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Khi mà ngay cái lúc đấy mình nghe nó tác động vào tai mình, rồi mình nhận biết ra rằng đây là cái bước chân chẳng hạn, đây là cái tiếng động từ đâu đấy, thì đấy là cái thanh tưởng đó. Nhưng mà sau bây giờ mình ngồi mình nhớ lại, sau cái khoảnh khắc đấy mình ngồi mình tưởng nhớ lại thì lúc đấy nó là ý tưởng. Thì nó là sáu cái tưởng thôi. Tưởng về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, về pháp, về thì gọi là ý tưởng hay là pháp tưởng cũng thế. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thu Ba. Dạ, con kính thưa sư, ở trong đoạn kinh hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ quảng đại, vô biên, không hận, không sân, là ám chỉ điều gì ạ? Nếu một vị thực hành thiền tâm từ bằng cách rải tâm từ ra khắp các phương hướng mà không hướng đến một đối tượng chúng sinh nhất định nào thì có được không ạ? Cái này ạ, vị ấy với tâm câu hữu với từ quảng đại, vô biên, không hận, không sân, cùng khắp thế giới, cùng khắp vô biên giới. Ở đây là cùng khắp chúng, rải tâm từ đến chúng sinh ở cùng khắp thế giới này. Ví dụ chúng sinh ở trên cái quả đất này, chúng sinh ở cõi địa ngục, chúng sinh ở cõi thiên giới, cõi phạm thiên, rồi chúng sinh ở các thế giới khác. Ví dụ như là cái năng lực của vị đó hướng được đến bao nhiêu thế giới thì vị đó sẽ hướng cái tâm từ đến những chúng sinh ở các thế giới đó. Có thể vị đó hướng đến 10 thế giới, 100, 1.000, 100.000 thế giới. Bình thường mà có thể hướng được 100.000 thế giới với một vị đại với một vị đại thanh văn chẳng hạn. Vị đó có thể hướng được nhiều hơn, giống như Đức Phật thì có thể hướng được đến 3.000 đại thiên thế giới là vậy. Nhưng mà đây là hướng đến chúng sinh ở các thế giới đó, chứ không phải là chỉ là cái không gian không. Cái tâm từ không bao giờ lại hướng đến một đối tượng không có chúng sinh. Tâm từ phải hướng đến chúng sinh. Thì nó mới là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả cũng thế. Bốn cái vô lượng tâm đó là phải có đối tượng là chúng sinh. Chúng sinh ở thế giới này và nhiều thế giới khác, nhưng không thể rời chúng sinh ra được. Nên là phải có chúng sinh. Không có chúng sinh thì không còn là tâm từ nữa, mà đó chỉ là mở rộng cái biến xứ can xin lá, một cái tâm thiền nào đấy thôi thì mới không có chúng sinh. Còn đã là bốn cái pháp thiền đấy, phải có chúng sinh làm đối tượng. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Con thưa sư, trường hợp vị bất lai không nhập vào tứ thiền mà lúc đó tái sinh về cõi ngũ tịnh cư thiên, thì lúc cận tử, đối tượng của tâm cận tử là gì ạ? Nhưng mà một vị bất lai thì nó sẽ có một cái quy luật rất là tự nhiên. Có thể là vị đó không hành thiền, nhưng mà đến cái thời điểm cận tử, vị đó tự động đắc thiền. Cái thời điểm cận tử, cái tâm của vị đó tự động trú vào một cái đề mục nào đấy, và nó sẽ đắc thiền
trước khi vị đó chết, vị đó khởi lên tâm tử, cái tâm đắc thiền nó sẽ khởi lên trước khi vị đó khởi lên tâm tử, và cái tâm thiền đó nó sẽ là tâm tục sinh, và cái tâm tứ thiền nó sẽ là tâm tục sinh để vị đó sinh về cõi tịnh cư thiên. Cõi tịnh cư thiên là cõi tứ thiền. Cái điều đó là một cái quy luật rất rất tự nhiên và không thể không có được, nó không khởi lên được. Còn trừ khi mà một cái vị nào đấy có cái phát nguyện là sẽ sinh về cõi sơ thiền, nhị thiền hoặc tam thiền ở những cái cõi khác ngoài cõi tịnh cư thiên đó, thì vị đó phải nguyện và vị đó phải trú vào cái tầng thiền đó. Ví dụ như là vị đó trú vào sơ thiền, vị đó nguyện là sẽ sinh về cái cõi sơ thiền, chứ không sinh về cõi tịnh cư thiên, thì vì lúc đấy vị đó mới sinh về cõi sơ thiền. Còn lại một cái quy luật tự nhiên là vị đó sẽ thành tựu tứ thiền và sinh về cõi tịnh cư thiên bằng cái tâm tứ thiền đó. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Tịch. Nghiệp cận tử của vị thánh Bất Lai không nhập tầng thiền là gì? Thiên nhãn của vị thánh nhập lưu có thấy được các vị thánh Bất Lai ở cõi tịnh cư thiên không? Không vô biên xứ của Ca Si Ná và không vô biên xứ nhập từ không vô biên xứ của Ca Si Ná trắng và không vô biên xứ nhập từ Ca Si Ná lửa khác nhau như thế nào ạ? Thì một cái vị xưa quả mà có thiên nhãn thì vẫn thấy được các vị ở các cái cõi tam quả, tức là với thiên nhãn thì các vị đó vẫn thấy. Thiên nhãn nó là mắt, nhãn thức, nó sẽ thấy được những cái gì có hình tướng, tức là vẫn thấy được những cõi phạm thiên, dù đó là cõi tịnh cư thiên vẫn có thể thấy. Thì trừ cái cõi mà không có sắc, ví dụ như cõi vô sắc, thì thiên nhãn mới không thấy, bởi vì cái cõi đấy chỉ có thấy được bằng tuệ thôi. Nó là các cái dòng tâm thôi chứ không có sắc. Còn ở đâu mà có sắc pháp thì thiên nhãn có thể thấy được đến đó. Còn không vô biên xứ của một cái vị nhập Ca Si Ná trắng với Ca Si Ná nửa, thì cái không vô biên xứ đấy nó như nhau, nhưng mà cái đối tượng vượt qua nó khác nhau. Vị đó nhập vào Ca Si Ná trắng đến tứ thiền, rồi sau đó vị đó vượt qua tứ thiền Ca Si Ná trắng thì nó thuộc về sắc giới, thì vị đó phải tác ý mở rộng ánh sáng đó ra và vượt qua cái sắc giới của Ca Si Ná trắng đó rồi nhập vào không vô biên xứ có cái nền tảng là tứ thiền Ca Si Ná trắng, hoặc là vị đó nhập vào tứ thiền Ca Si Ná nửa rồi lấy cái nền tảng đó làm đối tượng, lấy cái tứ thiền của Ca Si Ná nửa đó làm nền tảng, vị đó vượt qua cái sắc giới và nhập vào không vô biên xứ của Ca Si Ná nửa. Thì cái không vô biên xứ đó là giống nhau, cũng giống như là một người đi bằng một cái chuyến xe của cái hãng này để đi lên đến Hà Nội, rồi một người đi một cái chuyến xe của một cái hãng khác, tức là hai cái xe là khác nhau nhưng cái mục đích đến là giống nhau thôi. Thì một cái người đấy muốn vào không vô biên xứ bằng cách vượt qua Ca Si Ná trắng hoặc vượt qua Ca Si Ná nửa hay là đất nước nửa gió khác đều được hết, đều như nhau hết, thì cái trạng thái không vô biên xứ là một thôi, mà chỉ cái mình lấy cái nền tảng khác nhau thôi. Ví dụ như là nhà mình có hai cái xe, có một cái xe máy, một cái ô tô, mình thích đi cái xe nào thì đi, nhưng mà cái đích đến thì chỉ có một, mà cái phương tiện đi thì là hai, nên là nhiều phương tiện khác nhau là thế. Dạ, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phước Ngọc. Con xin đảnh lễ sư. Con thưa sư, như con có biết là đến cả Đức Phật cũng không biết tâm thức bắt đầu từ đâu, nhưng con vẫn không hiểu tại sao mỗi chúng sinh đều có tâm thức. Cái gì tạo nên tâm thức? Chúng sinh trải qua vô lượng kiếp làm tâm ô nhiễm, sau đó biết đến giáo pháp, học theo giáo pháp để rồi giải thoát. Vậy tại sao phải sinh ra ạ? Và sau khi một vị giải thoát chứng Niết Bàn thì còn cái gì tồn tại không ạ? Con từng nghe mọi người nói rằng chứng ngộ Niết Bàn như ngọn lửa tắt, nhưng con vẫn chưa hiểu rõ, mong sư hoan hỷ giải thích cho con ạ. Con xin cảm ơn sư. Tâm thức này nó sinh lên là do nó hội đủ cái nhân duyên thì nó sinh lên. Thì mình cũng không thể nói là Đức Phật không biết về tại sao mà tâm thức sinh lên được. Mà có những cái Đức Phật không có
tức là nó thuộc về vượt ngoài cái sự hiểu của chúng sinh, cho nên Đức Phật không nói. Ví dụ như là Đức Phật có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, có hay là không không tồn tại sau khi chết, thì những cái câu hỏi đấy thì Đức Phật không nói, bởi vì nó không không có hướng đến cái mục đích giải thoát khổ. Và dù có giải thích bằng ngôn ngữ, thì dù có giải thích bằng cách nào, thì vì đó cũng nó cũng sinh ra ảo tưởng cho cái người nghe, nó không sinh ra chánh trí được, nó chỉ sinh ra ảo tưởng thôi. Thì vậy cho nên là những cái câu hỏi như thế Đức Phật từ chối trả lời, Đức Phật không trả lời bằng sự im lặng, bỏ qua một bên. Bây giờ nói đến cái Niết Bàn có tồn tại hay không tồn tại, hay vừa có vừa không, hay vừa không không tồn tại, thì tất cả những cái đấy nó vượt qua, nó vượt ngoài cái sự suy luận, chỉ có một người chứng Niết Bàn mới cảm nhận được. Chứ cái đến cái trạng thái đấy nó vượt ngoài cái suy luận, và nó vượt qua cái ngôn ngữ thường tình có thể dùng để mà diễn đạt được. Thì tốt nhất là đừng có suy luận về chuyện đó, và cũng không nên giải thích nhiều về cái chuyện đó, vì nó sẽ rơi vào những cái phù phiếm, những cái hí luận, và nó không có lợi lạc cho cái con đường tu tập. Dạ, con xin học, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trần Như. Bạch sư, con có câu hỏi như sau: quán phòng xẹp ở bụng có phải là quán phong đại không ạ? Và nếu quán phong đại thì mình quán như thế nào ạ? Con xin tri ân sư. Quán phòng xẹp ở bụng thì là quán phong đại nhé. Đấy không phải là hơi thở đâu, mà đấy là phong đại. Thì mình phải nương vào hơi thở, thì mình mới thấy được cái hơi thở đi vào nó phồng lên, hơi thở đi ra nó xẹp xuống. Thì cái cách quán ở đây là mình có thể quán là đẩy hoặc phồng xẹp. Mình quán như vậy, nhưng mà để mình thấy cái đặc tính của cái phồng xẹp đấy, đặc tính của cái tính đẩy của gió đấy. Mình hiểu ra là gió nó có cái tính đẩy. Ví dụ như là trong cái bụng mình khi nó cứ phồng lên xẹp xuống, nó là cái tính đẩy. Nó giống như là mình có thể để tâm ở trên đỉnh đầu, cái hơi thở đi vào, cái đầu mình nó hơi cúi xuống, cái hơi thở đi ra nó hơi có cái sự rung rung ở trên đỉnh đầu. Cái đấy nó cũng là tính đẩy của gió. Giống như là mình đưa chân đi, đưa cái chân, cái tay đi, nó có cái tính nâng, tính đẩy đó. Mình quán để cho cái tâm của mình nó bắt được vào cái tính đẩy đó. Thì là cái tâm của mình nó định tĩnh trên một cái phong đại. Rồi sau đó mình lại phải tập đến các cái tính khác nữa: cứng, thô, nặng, mềm, mịn, nhẹ, nước chảy dính, lửa nóng, lạnh, gió đẩy, gió nâng. 12 cái đặc tính đấy cùng được tu tập thì mình sẽ đắc được cận hành định của thiền tứ đại. Khi mà đắc được cận hành định của thiền tứ đại, mình sẽ phân tích ra được các cái sắc chân đế, các cái sắc pháp ở 6 căn, 28 loại sắc. Đấy là một cái người tu tập đến thiền tuệ, tuệ chi sắc. Rồi sau đó mình phân tích ra danh sắc, thì đấy là bước đầu để đi vào thực hành thiền tuệ, thực hành thiền quán, thì sẽ quán cái tính tứ đại đó. Thì cái thực hành thiền thì sẽ có từng bước phải thực hành, mà cái này rất là dài và rất là thâm sâu, nên là cần phải thực hành từng bước. Tốt nhất là đầu tiên thì nên tập một cái pháp thiền định nào đấy, rồi sau đó chuyển sang thực hành thiền tứ đại này thì nó dễ. Còn đi thẳng vào thiền tứ đại thì cũng được, nhưng mà rất là khó, đòi hỏi mình phải công phu rất là thâm sâu, rất là lâu dài thì mới chứng đắc được.